Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 201. Giang Hải, cao ốc thần y. Hạ Thiên cùng với Diệp Mộng Oánh và Vương Tiểu Nha vừa đến, ban đầu cả ba tưởng rằng sẽ có một buổi đón tiếp thật long trọng. Kết quả phát hiện, chỉ có Lam Y Nhân đang lười biếng nằm trên ghế salon xem phim Hàn. Vợ Tiểu Y Y, tại sao chỉ có một mình nàng ở đây thế? Hạ Thiên có chút khó hiểu nhìn Lam Y Nhân, ta nhớ vợ thần tiên tỷ tỷ có nói nàng ấy đã thông báo cho các nàng hôm nay ta sẽ trở về, chẳng lẽ các nàng không nhận được tin tức sao? Đều nhận được, Lam Y Nhân gật đầu, sau đó bốc một ngụm bắp rang bỏ vào trong miệng, cho nên các nàng mới không đến. Hạ Thiên vẫn không hiểu, vì sao? Bởi vì các nàng đều biết chuyện mà chàng đã làm ở Tiên Vân Đại Lục một tháng trước. Lam Y Nhân cười nói, nghe nói chàng sắp trở về, bối bối tỷ là người đầu tiên xin nghỉ phép ra ngoài du lịch. Mặc dù những người khác rất kích động, nhưng sau khi nghe thuật lại, đều cảm thấy nên tạm lánh phong mang của chàng thì tốt hơn. Lộn xộn cái gì thế? Hạ Thiên nhếch miệng, thế vợ Phù Diêu, vợ Thiên Cung đâu? Hai người bọn họ quay về kiểm tra bí cảnh Thiên Cung rồi. Lam Y Nhân thản nhiên đáp, nói là muốn tu sửa một chút, về sau còn có thể dùng. Nếu cứ như vậy mà vứt bỏ thì thật đáng tiếc. Hạ Thiên thuận miệng nói, chữa trị một bí cảnh không cần hai người bọn họ đi cùng một lúc, cũng không cần đến một tháng. Vậy thì ta cũng không biết. Lam Y Nhân lắc đầu. Tiểu muội chân dài, A Cửu, còn có vợ Y Y đâu? Ồ, không phải sắp đến Thế vận hội mùa đông sao? Các nàng được chính phủ mời đến làm cố vấn rồi. Lam Y Nhân trả lời rất nhanh, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, đây chính là một vinh dự rất lớn. Các nàng đều không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Tối thiểu còn phải chờ đến khi Thế vận hội mùa đông kết thúc, các nàng mới về được. Tiểu muội chân dài được mời thì còn có thể hiểu được. Dù sao nàng ấy đạt giải quán quân cũng rất nhiều lần. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút khó hiểu hỏi, Cửu nha đầu, còn có vợ Y Y là sao? Lam Y Nhân mỉm cười đáp, là cố vấn về y học. Trước kia, Y Tiểu Âm có tiếng là đệ nhất nữ thần y ở Kinh Thành. Bây giờ cũng được xưng tụng là nữ thần y đệ nhất thế giới. Mời nàng đến cố vấn phương diện y học có cái gì không đúng? Không đợi Hạ Thiên lên tiếng. Nàng lại bổ sung một câu, chàng nhất định muốn hỏi vì sao A Cửu cũng được mời đi chứ gì. Đương nhiên là làm trợ thủ cho Y Tiểu Âm rồi. Hạ Thiên bĩu môi, thế vợ tóc vàng, còn có Thanh Thanh nha đầu đâu. Gần đây Thiên Đạo Tổ xảy ra một số chuyện, thành viên phân bộ nước ngoài đột nhiên mất tích vô cớ. Lam Y Nhân hiển nhiên sớm biết Hạ Thiên sẽ hỏi như vậy, liền nói tiếp, sau khi chàng giải quyết ngũ hành lão tổ kia xong, mặc dù có một số thành viên được cứu. Nhưng vẫn còn một ít không biết tung tích. Mộc tỷ tỷ, còn có Triệu Thanh Thanh đều có quan hệ mật thiết với Thiên Đạo Tổ, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm rồi. Hạ Thiên lại hỏi, thế, không đợi Hạ Thiên nói ra, Lam Y Nhân đã sớm trả lời, Tô Vô Song thì không biết đi đâu, Tiểu Lý Ngư, còn có Thạch Thuần đã bị bối tỷ tỷ kéo đi du lịch, nói chàng trở về nhất định thú tính đại phát, không thể để các nàng bị chàng gây họa được. Nói đến đây, nàng ngóc đầu lên. Cẩn thận nhớ lại một chút, còn ai nữa nhỉ? Rất nhanh nghĩ ra, a, còn có Tiêm Tiêm và Dương Lão Sư. Các nàng một người đến Nam Cực, một người đến Tiểu Tiên Giới rồi. Ta biết vợ Tiêm Tiêm đang ở Tiểu Tiên Giới. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chúng ta từ Tiểu Tiên Giới đến mà. Vợ Đại Yêu Tinh cũng đang ở đó, cùng với vợ Tiêm Tiêm nói muốn chữa trị trận pháp thiên ngoại thiên, tạm thời thoát thân không được. Diệp Mộng Oánh nghe đến đó. Ngược lại có chút hiếu kỳ, Dương San đến Nam Cực làm gì? Đúng vậy, không có việc gì, nàng ấy đến Nam Cực làm chi? Hạ Thiên bó tay, cho dù vợ Tiểu Tiểu Dương muốn khai thác điểm du lịch mới cũng không cần đến Nam Cực. Cái nơi rách nát đó cái gì cũng không có, chẳng lẽ đi trượt băng? Lam Y Nhân đáp, là Dạ Ngọc Mỹ mang nàng ấy đi, nói phát hiện đồ thú vị, cần một người tinh thông địa lý làm trợ thủ. Đúng rồi. Hai bé ngoan cũng ở đó nhưng không đi cùng Dạ tỷ tỷ. Này, chồng, xem ra uy vọng của chàng không đủ rồi. Vương Tiểu Nha sớm nằm lên ghế salon, cười nhạo Hạ Thiên, ngay cả nữ nhân của mình cũng ép không được. Hạ Thiên khó chịu đánh cho Vương Tiểu Nha một bàn tay, nàng đừng ăn nói bậy bạ. Ta muốn làm cái gì, các nàng có đến chỗ nào cũng vô dụng. Chàng đánh ta làm gì, là các nàng không nghe lời, chàng đi đánh bọn họ đi.
Vương Tiểu Nha bất mãn nhếch miệng nói. Diệp Mộng Oánh mỉm cười, sau đó nói với Hạ Thiên, chồng, ta rời nhà lâu như vậy, cũng muốn trở về nhà vài ngày, chàng sẽ không thể không đồng ý chứ. Muốn về thì về chứ sao? Hạ Thiên bĩu môi nói. Cảm ơn chồng, Diệp Mộng Oánh nín cười, hôn Hạ Thiên một cái, sau đó quay người rời đi. Linh quang chợt lóe lên trong đầu Vương Tiểu Nha. Nàng lập tức nhảy xuống ghế sofa, nghiêm túc nói, chồng, ta và anh trai của mình đã lâu không gặp, ta nhớ hắn quá. Ta muốn đến Mỹ thăm hắn một chút. Hạ Thiên gật đầu đồng ý, vậy nàng đi đi. Ta đi được chứ? Vương Tiểu Nha có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Thiên, chồng, chàng sẽ không tính sổ chứ? Tính sổ gì? Hạ Thiên cười nói, nếu nàng thích tính sổ, bây giờ tính, như thế nào? Vương Tiểu Nha lắc đầu liên tục, sau đó đi như chạy trốn. Vợ Tiểu Y Y, vẫn là nàng tốt với ta. Hạ Thiên tiến lên ôm lấy Lam Y Nhân, bây giờ ta sẽ truyền kiếp lực cho nàng, để tu vi cảnh giới của nàng đạt đến điểm tối cao. Chúng ta xong tu đi. Lam Y Nhân từ tốn đáp lại một câu, hôm nay đến kỳ kinh nguyệt của ta. Hạ Thiên. Im lặng vài giây, Hạ Thiên bỗng nhiên nói, vợ Tiểu Y Y, thật ra ta có thể dùng ngân châm bỏ cái bắc này đi. Đây là bắc sao? Lam Y Nhân im lặng, có cần dùng nghịch thiên bát châm cho mấy chuyện này không? Hạ Thiên nghiêm túc nói, vợ Tiểu Y Y, nàng nói sai rồi. Ta làm như vậy cũng chỉ vì muốn gia tăng nghịch thiên bát châm. Nàng cũng biết tu vi của ta chính là dựa vào nghịch thiên bát châm và băng hỏa linh thể. Muốn tăng lên chỉ có hai cách, một là song tu, hai là chữa bệnh. Nhưng những chứng bệnh bình thường hoàn toàn không thỏa mãn điều kiện tăng lên của nghịch thiên bát châm. Ta đã chữa khỏi cho rất nhiều người mắc chứng bệnh tiên độc ở Tiên Vân Đại Lục nhưng nghịch thiên bát châm lại không gia tăng bao nhiêu. Cho nên, biện pháp duy nhất bây giờ để gia tăng nghịch thiên bát châm chính là song tu, các nàng còn không hiểu sao. Nói hay lắm nhưng chuyện này không đùa được đâu. Lam Y Nhân tựa vào vai Hạ Thiên, cười nói, chờ bên này của ta ổn, chồng muốn làm gì thì làm, tu sao thì tu, được không? Hạ Thiên cũng không phải loại háo sắc, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn muốn gia tăng tu vi cho các bà vợ của hắn mà thôi. Đáng tiếc, các bà vợ của hắn lại không hiểu. Ban đầu không cần vội vã như vậy, bây giờ không vội thì không được. Đế Kinh, Cao Ốc Thiên Đạo. Chúng ta cư xử với sư phụ như vậy cũng không được tốt cho lắm. Triệu Thanh Thanh lo lắng nhấp một ngụm cà phê, theo tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó, đoán chừng chúng ta sẽ bị trừng phạt. Chi bằng. Triệu Vũ Cơ hơi trêu chọc, người đã sớm không thể chờ đợi được đúng không? Vũ Cơ tỷ, lời này của tỷ hơi làm tổn thương ta đấy. Triệu Thanh Thanh lắc đầu liên tục, ta chẳng qua chỉ cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa, ngươi không phải muốn tu bổ trận pháp tiểu tiên giới sao? Triệu Vũ Cơ thản nhiên trả lời, trận pháp giao cho một mình Tiêm Tiêm là được. Bây giờ bên trong cơ thể của nàng có tính linh văn, cảnh giới còn cao hơn ta một bậc. Mộc Hàm ngược lại ung dung hơn. Khi nàng còn ở thế giới địa tâm, nàng, Bạch Tiêm Tiêm, Dạ Ngọc Mị, còn có Tô Vô Song đã nhận được tính linh văn từ Hạ Thiên. Gửi tin cho hắn được rồi, mọi thứ không nên quá gấp. Càng không nên quá nóng nảy. Triệu Vũ Cơ thở dài, chậm rãi nói, mặc dù tính linh văn là đồ tốt, nhưng người nào có thể bảo chứng đây không phải mồi nhử của một số người thả ra chứ? Triệu Thanh Thanh có chút không hiểu, cho dù có tác dụng phụ gì, có lẽ cũng sẽ bị nghịch thiên bát châm của sư phụ xử lý. Vấn đề nằm ở chỗ này. Triệu Vũ Cơ có chút lo lắng nói, hắn quá tự tin đối với nghịch thiên bát châm. Nhưng ai có thể cam đoan liên minh tu tiên không có pháp bảo hay thần vật mạnh hơn nghịch thiên bát châm chứ? Xét từ điểm cân nhắc này, Mộc Hàm ngược lại vô cùng ủng hộ suy nghĩ của Triệu Vũ Cơ. Nàng chậm rãi nói, cân nhắc này không phải là không có lý. Cũng đúng, mặc dù Triệu Thanh Thanh là tín đồ cuồng nhiệt của Hạ Thiên, nhưng cũng không phải cuồng nhiệt đến mức mất lý trí, cũng không thể không thừa nhận Triệu Vũ Cơ nói rất đúng. Tuy nhiên, nàng lại không hiểu, thế tại sao chúng ta không trực tiếp nói với sư phụ? Ngươi cảm thấy nói thẳng với hắn có tác dụng gì sao? Triệu Vũ Cơ mỉm cười hỏi lại, dường như, đúng là không có tác dụng. Sư phụ hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hoặc có thể nói hắn tuyệt đối tự tin với chính mình, không cho rằng sử dụng nghịch thiên bát châm để tịnh hóa sẽ có bất kỳ tác dụng gì.
Triệu Thanh Thanh bắt đầu mô phỏng trong đầu một chút khả năng mà Hạ Thiên sẽ thực hiện, không khỏi lắc đầu. Mộc Hàm thản nhiên nói, tuy nhiên, kéo sẽ không được quá lâu. Triệu Vũ Cơ đáp, có thể kéo được 1-2 ngày, để hắn suy nghĩ thoáng về vấn đề này, như vậy là đủ rồi. Ta đoán chừng kéo không được 2 ngày. Triệu Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, theo tính cách của sư phụ, nhiều nhất cũng chỉ 1 ngày. Đây là tình huống mà Lam Y Nhân có thể chịu đựng nổi. Không, khả năng 1 ngày cũng không chịu được. Lúc này, khóe miệng Mộc Hàm có chút nhếch lên. Triệu Vũ Cơ và Triệu Thanh Thanh nghe xong, không khỏi sửng sốt, sau đó biến sắc. Hai người còn chưa kịp có phản ứng gì, cả hai đã biến mất không thấy đâu. Hai, Mộc Hàm mỉm cười, đặt chén trà xuống, xem ra, cũng chỉ có một mình ta xử lý cái đống hỗn độn này. Sau đó, mấy người khác cũng xuất hiện tình huống tương tự. Bên trong bí cảnh thiên cung, Phù Diêu tiên tử Tần Sơ Tuyết cùng với cung chủ Nguyệt Thiên Cung vừa mới được Tần Sơ Tuyết đổi tên cũng biến mất không thấy đâu. Bên trong một băng động ở một nơi nào đó tại Nam Cực, Dạ Ngọc Mị cùng với Dương San đang tìm kiếm tế đàn thần bí, kết quả chớp mắt Dương San đã không thấy tăm hơi. Trong một phòng khách sạn tại Ushuaia, bé Ngoan và Thẩm Manh đang bật máy tính chuẩn bị vẽ bản đồ cũng bị một luồng hắc ảnh lướt qua, người đã không còn thấy tăm hơi. Ba người Y Tiểu Âm, Ninh Nhụy Nhụy, và A Cửu cũng không may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, trốn qua được một kiếp cũng chỉ có Thạch Thuần, Tô Bối Bối và Nhiếp Tiểu Lý. Ba người vẫn đang cao hứng leo núi ở nước ngoài. Có thể làm ra chuyện này cũng chỉ có một mình Hạ Thiên. Hạ Thiên rất khó chịu với cách làm của các nàng, vì thế hắn đã hung hăng dạy cho các nàng một bài học. Đương nhiên, trong đó có không ít người kháng nghị, thậm chí muốn liên hợp lại phản chế Hạ Thiên. Đáng tiếc hành động thất bại, chủ yếu bên trong các nàng có nội ứng, cũng không phải tất cả đều một lòng phản kháng Hạ Thiên. Triệu Vũ Cơ lập tức đưa ra lo lắng của mình. Tuy nhiên, Hạ Thiên không tiếp nhận lý do này. Nàng không thích tĩnh linh văn thì cứ nói thẳng, chúng ta có thể song tu, không truyền tĩnh linh văn cũng được mà. Trải qua mấy ngày mấy đêm thương lượng kịch liệt, cuối cùng không còn ai dị nghị nữa. Một số người tiếp nhận tĩnh linh văn, một số người tạm thời không, hoàn toàn tuân theo ý nguyện cá nhân. Lại bận rộn mấy ngày, Hạ Thiên rốt cuộc tiêu tan cơn tức trong đầu. Hắn bắt tay chuẩn bị cho việc tiến về Liên minh Tu Tiên. Đây là đề nghị của Phù Diêu tiên tử, chủ yếu nàng cũng không hiểu biết quá nhiều về Liên minh Tu Tiên, cho nên mọi người cần đến đó sớm để thích ứng một chút. Hạ Thiên cảm thấy cũng có lý. Thật ra, hắn cũng muốn đến đó sớm hơn để gặp được người gọi là Tiêu Giao tiên tử. Một ngày nọ, trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Trên sân thượng tầng cao nhất cao ốc thần y, ai đó đã vẽ ra một đồ án trận pháp cực lớn. Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử Tần Sơ Tuyết đứng chính giữa trận pháp. Bên ngoài trận pháp có 10 nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ đang đứng, biểu hiện của từng người khác nhau, nhưng ánh mắt của người nào cũng hiện lên sự lo lắng. Diệp Mộng Oánh nói, chồng, chúng ta biết rất ít về Liên minh Tu Tiên. Trong tình huống bất minh địch ta, chỉ bằng chàng kiên nhẫn thêm một chút. Với tính tình của hắn, kiên nhẫn cái rắm đấy. Dạ Ngọc Mị mỉa mai nhìn Hạ Thiên, ta cam đoan ngày đầu tiên tiểu tử này đến bên kia, hắn sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Chúng nữ còn lại do dự nửa giây, sau đó lập tức gật đầu tán đồng. Phù Diêu tiên tử khẽ cười, cam đoan với các chị em, ha ha, không cần bi quan như vậy. Nếu có chuyện gì, ta sẽ ngăn hắn lại. Thôi quên đi, A Cửu không khỏi lắc đầu, hắn chính là một tên hỗn thế ma vương, ngăn nhất định là ngăn không được rồi. Người tốt nhất một tấc cũng không nên rời hắn, có lẽ còn ước thúc được một chút. Triệu Vũ Cơ cũng trịnh trọng nhắc nhở, đây không phải nói đùa. Ngươi chỉ cần bất cẩn một chút, nói không chừng hắn sẽ chọc thủng cả trời. Tính cách của hắn rất khác biệt, hắn không thích bị gò bó, hắn cờ nác bốn không có bất kỳ khái niệm hơn thua nào trong đầu. Hắn chỉ hành động theo cảm xúc của chính mình. Trong khoảng thời gian này, Phù Diêu tiên tử qua lại với Y Tiểu Âm nhiều nhất. Nàng liền nhẹ giọng giải thích, Liên minh Tu Tiên hiển nhiên rất coi trọng đẳng cấp tôn ti. Cho nên, khả năng xung đột giữa hắn và những người kia vẫn có thể rất lớn. Những người khác cũng mồm năm miệng 10 dặn dò Phù Diêu tiên tử. Thời gian ở chung giữa Phù Diêu tiên tử và Hạ Thiên không dài, cho nên nàng vẫn e dè về những gì mà những người kia nói.
ít nhất trong mắt của nàng, mặc dù Hạ Thiên quả thật có chút nóng tính nhưng không đến mức lỗ mãng. Chỉ là các nàng chính trọng như vậy, nàng đương nhiên không thể không coi trọng. Này! Hạ Thiên nghe đến lỗ tai mọc kén, không kiên nhẫn nói, các nàng bị ta dạy cho bài học còn chưa đủ sao? Dám ở đây chửi bới chồng của mình. Rõ ràng chính ngươi là vậy mà. Dạ Ngọc Mị khinh thường nói, mấy ngày đầu, ngươi còn long tinh hổ mãnh. Mấy ngày sau không phải ỉu xìu sao? Hạ Thiên khó chịu nói, muội muội chân dài, rõ ràng là nàng. Được rồi, ngươi không cần kiếm cớ. Dạ Ngọc Mị trực tiếp cắt ngang lời của Hạ Thiên, các ngươi lên đường đi. Sớm một chút thăm dò nội tình liên minh tu tiên, chúng ta cũng tiện chuẩn bị một bước ra tay. Phù Diêu tiên tử gật đầu, nhẹ giọng nói, ta rời đi lâu như vậy, mặc dù tình huống bên phía liên minh tu tiên cũng không còn hiểu biết quá nhiều, nhưng cố hương của ta hẳn vẫn có người tồn tại, có thể thu nạp được một chút. Nói chuyện thêm một chút, nói đến mức Hạ Thiên ngáp một cái. Cái khác thì không cần nói nhiều, các ngươi chỉ cần chú ý an toàn là được. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng vẫn tập trung thành một câu như vậy, bình an vẫn là quan trọng nhất. Tạm biệt hoàn tất, Phù Diêu tiên tử mỉm cười, quay sang nói với Hạ Thiên, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên cầm vô thường lệnh trong tay, bắt đầu rót băng hỏa kiếp lực vào bên trong. Chỉ thấy vô thường lệnh phát ra ánh sáng rực rỡ, cả toàn đại trận lập tức phát sáng lên. Khoan đã, ta còn chưa vào trận mà. Lúc này, một bóng người lướt tới từ đằng xa. Dạ Ngọc Mị vô thức phất tay, chém ra một luồng kiếm khí. A, đừng nóng tính như vậy. Người đến lóe lên tránh đi luồng kiếm khí, sau đó nhẹ nhàng roi xuống sân thượng, dạ tiên tử, là ta. Ngươi không cần thiết vừa thấy mặt là đánh ra sát chiêu chứ. Hạ Thiên nhếch miệng, là ngươi à, ta còn tưởng rằng ngươi không đến chứ. Ta còn phải xử lý một số chuyện. Bách Thiên Lang thở dài, có chút cảm khái nói, ai giống như ngươi. Gia tăng cảnh giới vừa tùy tiện vừa mau lẹ đến như vậy. Ta và phân thân cùng nhau đi vơ vét mấy phúc địa động thiên, khi đó mới miễn cưỡng mò đến cánh cửa hợp thể kỳ. Vậy thì bớt nói nhảm, muốn đi thì đi nhanh đi, không thì biến xa một chút. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói. Đương nhiên là muốn đi rồi. Đối với ta mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Bách Thiên Lang ngoài miệng thì nói như vậy nhưng vẫn cẩn thận mặc một chiếc áo bào xám. Cộng thêm mười mấy lồng khí phòng hộ, cuối cùng uống thêm mười mấy viên đan dược thần bí. Lúc này, hắn mới chịu cất bước vào trong trận pháp. A, à, vừa mới bước vào, Bách Thiên Lang đã cảm nhận được một luồng uy áp không cách nào nói rõ, thiếu chút nữa đánh nát toàn bộ những gì hắn chuẩn bị vừa nãy. Hạ Thiên cũng lười quan tâm đến hắn, không chết là được. Truyền tống. Vô thường lệnh nhanh chóng phóng ra một vòng ánh sáng, trực tiếp bao phủ ba người bên trong. Lúc này, Bách Thiên Lang mới miễn cưỡng chậm lại một hơi. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa không chịu nổi. Bù! Một luồng ánh sáng lóa mắt trực chỉ Vân Tiêu, sau đó biến mất không thấy đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sâu không vô tận, liên minh tu tiên. Tổng cộng có 3 cấp độ chia làm thập bát giới, cửu giới và tam giới, có chút cùng loại với nhất hoàn, nhị hoàn và tam hoàn của kinh thành. Khu vực hạch tâm nhất của sâu không chính là bên trong tam giới, cũng là địa giới của Hội Chí Tôn Liên Minh Tu Tiên. Trừ phi nhận được sự cho phép của Hội Chí Tôn, nếu không, nghiêm cấm tu tiên giả độ kiếp kỳ trở xuống đi vào. Người vi phạm có thể sẽ bị giết chết. Bên trong cửu giới do hội trưởng lão của Liên Minh Tu Tiên chấp trưởng. Nơi này mới là nơi phồn hoa nhất, bởi vì chỉ cần tu tiên giả hợp thể kỳ là có thể tiến vào. Độ kiếp kỳ có thể trực tiếp mở động phủ ở đây. Thậm chí còn khai tông lập phái. Về phần thập bát giới bên ngoài, sẽ do thần quân bên trong liên minh tu tiên chấp trưởng, cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Nghe nói phân thần kỳ cũng có thể lưu lại, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống để đến nơi này. Nghênh thiên đài được xây ở thiên môn bên ngoài cửu giới. Bên cạnh nghênh thiên đài có các nghênh thiên sứ do các đại tông môn phái đến thay phiên nhau trực luân phiên, đặc biệt tiếp đãi tu tiên giả của liên minh tu tiên đến đăng ký. Môn phái nào phụ trách tiếp đãi có thể sớm tiếp xúc với vị tu tiên giả đó, tiếp dẫn hắn, ngày sau sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn đối với tông môn của mình. Lúc này, bên trong một trà lâu cách nghênh thiên đài không xa, mấy nghênh thiên sứ đang uống tiên trà vừa mới nghiên cứu ra. Mấy năm qua,
người đến liên minh tu tiên càng lúc càng ít, công việc của chúng ta cũng nhàn hơn rất nhiều. Một nam nhân mặc áo bào xám bụng phệ mái tóc thưa thớt nhịn không được phàn nàn. Tiểu tử áo xanh ngồi đối diện với hắn ta liền nhếch miệng nói, đó là vì tứ tượng môn của các ngươi không được. Phong Lôi Đường chúng ta đã đón được 5 hợp thể kỳ liên tiếp, còn có 10 phân thần kỳ. Một độ kiếp kỳ cũng không có, tu tiên giả ngoại vực quá yếu đi. Một nữ nhân mặc váy đỏ hơi ít phải ngáp một cái, bên trong thanh khâu giới chúng ta, trăm năm qua cũng có được mấy người. Tinh cầu ngoại vực phải dùng trăm vạn mà tính, vậy mà lại dở đến như vậy. Ai bảo linh khí của sâu không vô tận của chúng ta dồi dào nhất chứ? Một hán tử cao gầy không lông mày bên cạnh cười hắc hắc, hơn nữa, thanh binh giới các ngươi tu hành chính là song tu, hái dương bổ âm, tu vi còn không nhanh sao? Nam nhân áo bào xám nở nụ cười bỉ ổi, đúng vậy, hồng hồ nương tử, nếu ngươi muốn, mấy người chúng ta cho dù bỏ hết toàn bộ tu vi cũng nguyện ý giúp ngươi thành sự. Thôi đi, một đạo nhân trẻ tuổi búi tóc khoát tay, cười nói, chuyện như thế này có cái gì hay mà so đấu. Nhàn có cái hay của nhàn, bằng không, tranh quyền đoạt lợi giữa các giới chẳng phải phiền muốn chết không? Ha ha, tranh đấu bên trong giới nói thế nào cũng đến điểm là dừng, không đả thương được tính mệnh đâu. Tiểu tử áo xanh cười nói, ngược lại ngoại vực có chút nguy hiểm. Ta nghe nói võ la thần quân của thần quân hội đã chết rồi. Thật hay giả? Võ la thần quân là một trong thập đại thần quân đấy. Tu vi của hắn cũng đã sớm là độ kiếp kỳ, thậm chí còn vượt qua được một lần thiên kiếp. Nếu không phải hắn phạm sai lầm lớn, nói không chừng qua trăm năm nữa, hắn cũng có thể tiến vào hội trưởng lão. Ngoại vực có người giết được võ la thần quân sao? Vì sao một chút tin tức cũng không có vậy? Mấy người kia đều kinh ngạc không thôi, tất cả thay phiên nhau biểu đạt sự nghi hoặc trong lòng. Tuyệt đối là thật, tiểu tử áo xanh khoe khoang, có chút ngạo nghễ nói, lão tổ nhà ta có một vị sư thúc tổ trong hội trưởng lão. Ông ấy chính tay nghe được, hình như là chết ở tiên khí chi địa. Nam nhân áo bào xám lắc đầu, đánh giám, tuyệt đối là đánh giám. Tiên khí chi địa, ta nhớ ra rồi. Nữ nhân váy đỏ nhớ lại một chút, sau đó lắc đầu, chỗ đó không phải bị chế tải linh khí vạn năm trước sao. Đoán chừng xuất hiện một kim đan kỳ cũng tốn sức, làm sao có người giết được võ la thần quân. Ta cũng thấy chỉ là lời nói bậy. Hán tử không lông mày giật giật khóe miệng, khinh thường nói, ta thấy nói không chừng bị người nào đó trong hội trưởng lão ám hại. Ai bảo võ la thần quân tùy tiện như vậy chứ? Nam nhân áo bào xám có chút hâm mộ, đằng sau người ta chính là vị trí tôn kia, không tùy tiện mới là lạ. Đúng là kỳ lạ, vị đạo nhân trẻ tuổi cũng lắc đầu không thôi, mặc dù võ la thần quân tùy tiện nhưng bản lãnh cực cao, tuyệt đối không thể chết ở cái nơi tiên khí chi địa đó được. Trừ phi cái gì, mấy người kia cùng hỏi. Đạo nhân trẻ tuổi đáp, chẳng lẽ các ngươi đã quên, hơn một vạn năm trước có một vị tiên tử thiên phú cực cao bị giáng chức đến tiên khí chi địa sao? Ta biết ngươi nói đến ai? Ánh mắt nam nhân áo bào xám sáng lên, trên phố đến nay vẫn còn lưu truyền chân dung của nàng. Tiểu tử áo xanh cười to, ta cũng biết là ai. Ai vậy? Hán tử không lông mày vẫn không hiểu. Tiểu tử áo xanh mò lấy một quyển trục từ trong ngực ra, sau đó chậm rãi mở ra. Bên trên là chân dung của một nữ nhân áo trắng, phiêu nhiên như tuyết, thanh lệ vô song, đẹp đến sao xuyến lòng người. Là Phù Diêu tiên tử. Ánh mắt nữ nhân váy đỏ mở to, lớn tiếng kinh hô. Không sai, chính là Phù Diêu tiên tử. Đạo nhân trẻ tuổi nói, nghe nói nàng đã từng là đệ nhất tiên tử của liên minh tu tiên. Diễm ép hơn 10 vị tiên tử khác ở bàn đào tiên hội, chiếm được phong hào Phù Diêu tiên tử. Đáng tiếc, về sau nàng đắc tội với một vị trí tôn nào đó, cuối cùng bị giáng chức. Phù Diêu tiên tử hẳn đã chết từ sớm rồi mà. Tiểu tử áo xanh lắc đầu, bị biếm đến tiên khí chi địa, không có linh khí tinh thuần tẩm bổ, làm sao có thể sống đến bây giờ. Đây chính là một vạn năm đấy. Thật sự là Phù Diêu tiên tử. Nữ nhân váy đỏ một lần nữa la hoảng lên. Hồng hồ nương tử, người la hoảng lên làm gì? Chúng ta đều biết Phù Diêu tiên tử mà. Nữ nhân váy đỏ cuống quýt đứng lên, đưa tay chỉ về phía xa, không phải, ta thật sự nhìn thấy Phù Diêu tiên tử. Người đang nói bậy bạ gì đó. Cho dù Phù Diêu tiên tử còn sống cũng không có khả năng đến liên minh tu tiên. Hán tử không lông mày chém đinh chặt sắt,
nàng ta không có bản lãnh đó, cũng không có can đảm. Nếu nàng dám đến, ta dám ăn tương, mà còn ăn đủ 1 vạn cân. Nữ nhân váy đỏ nói, không tin thì các ngươi nhìn đi. Mọi người mờ mịt quay đầu sang, đột nhiên nhìn thấy bên trên Nghinh Tiên Đài xuất hiện 3 bóng người. Nữ nhân trong đó nhìn có chút quen thuộc. Về sau, người nào cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể nào. Một luồng thần quang lóa mắt qua đi. Hạ Thiên, Phù Diêu Tiên Tử, còn có Bách Thiên Lang xuất hiện bên trên một Nghinh Tiên Đài rộng rãi. Bên ngoài Nghinh Tiên Đài là một cảnh trí mênh mông, có hoang mạc vô bờ, cũng có rừng rậm kéo dài không dứt. Nơi này chính là liên minh tu tiên sao, nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt. Hạ Thiên nhìn xung quanh, không khỏi lười biếng ngáp một cái, có chút nhàm chán nói. Bách Thiên Lang ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng, thậm chí còn ức chế, nơi này chính là thánh địa vô số tu tiên giả hướng tới. Quả nhiên linh khí dồi dào, cho dù có trận pháp, ta vẫn cảm nhận được linh khí cuồn cuộn, bành trướng như nước thủy triều. Sâu không vô tận của liên minh tu tiên chính là nơi có linh khí nồng nặc nhất trong tất cả các tinh vực. Phù Diêu Tiên Tử thản nhiên nói, tuy nhiên, các ngươi vừa đến cũng đừng nên tùy ý hấp thu linh khí, rất có thể sẽ bị trúng độc linh khí. Bách Thiên Lang có chút không hiểu, vì sao? Đương nhiên là bởi vì khí hậu không quen. Hạ Thiên nhếch miệng. Phù Diêu Tiên Tử cười nhạt, nguyên nhân có chút phức tạp, nhưng dùng không quen khí hậu xác thực cũng có thể giải thích được. Cung nghênh 3 vị đạo hữu đến liên minh tu tiên ta. Một đường vất vả rồi. Lúc này, một bóng người mặc áo xanh từ xa bay đến, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt 3 người, vô cùng lịch sự chắp tay, tại hạ Mạnh Tả Thương, là nghênh tiên sứ của nghênh tiên đài cửu giới, đến từ Phong Lôi Đường, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn vừa dứt lời, lại có 4 bóng người lục tục chạy đến. Này, họ Mạnh, người quá giảo hoạt rồi, cũng dám cướp khách khanh của tứ tượng môn ta. Một nam nhân mặc áo bào xám bất mãn chừng Mạnh Tả Thương một cái, rồi hùng hổ nói. Dựa theo quy củ, 3 người bọn họ nên do Phong Lôi Môn chúng ta phụ trách tiếp dẫn. Ta chính là nghênh tiên sứ lôi bằng của Phong Lôi Môn. Phong Lôi Môn các ngươi đã sớm có khuynh hướng suy tàn, tiếp dẫn khách khanh cũng không có tác dụng, nói không chừng còn chậm trễ đạo hữu từ xa mà đến. Nữ nhân váy đỏ cười ha hả, trước đánh giá Phù Diêu Tiên Tử một chút, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Hạ Thiên và Bách Thiên Lang, 3 vị đạo hữu, tốt hơn là các ngươi hãy đi theo ta. Thanh Khâu giới chúng ta thích nhất chính là tiếp nhận đạo hữu ngoại vực, cam đoan sẽ khiến các ngươi xem như ở nhà, từ đây an gia lập nghiệp ở liên minh tu tiên. Hồ Mị Tử ngươi lại bắt đầu loạn câu người rồi. Hán tử không lông mày bất mãn lắc đầu, sau đó nói với 3 người Hạ Thiên, bàn về thế lực, trong cửu giới tất nhiên Vô Cấu Sơn chúng ta là cường thịnh nhất. Nếu 3 vị gia nhập tông môn chúng ta, đảm bảo các vị sẽ là khách khanh thượng đẳng, tiền đồ vô lượng. Phô Mi, người muốn mất mặt sao? Hồng Hồ Nương Tử bất mãn nói, Vô Cấu Sơn các ngươi có thể so sánh với Thanh Khâu giới chúng ta sao? Trong những người này, chỉ có đạo nhân trẻ tuổi từ đầu đến cuối không nói một lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Phù Diêu Tiên Tử. Này, đạo sĩ kia, ngươi nhìn chằm chằm vợ của ta như vậy, ngươi có tin ta đánh gãy mũi của ngươi không? Hạ Thiên khó chịu chừng đạo sĩ trẻ tuổi kia. Lúc này, đạo sĩ trẻ tuổi mới khôi phục tinh thần. Có chút áy náy nói, thất lễ, bần đạo đan trần tử của Thượng Thanh Cung. Vừa nãy ta nhìn thấy vị tiên tử này có chút quen mắt, rất giống với một vị tiền bối ở liên minh tu tiên lúc trước, cho nên ta mới thất thần, chứ không phải cố ý mạo phạm. Ta chẳng quan tâm ngươi vô tình hay cố ý. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi xem ta đánh ngươi đây. Tiếp theo, hắn quay sang nói với 4 người khác, ta chẳng quan tâm các ngươi là gì, mau cút sang một bên. Ta và vợ Phù Diêu Tông môn rách nào cũng không đi. Nghe Hạ Thiên nói xong, 5 người kia không khỏi liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy thái độ của tên tiểu tử trước mắt đúng là không biết trời cao đất rộng, đã đến liên minh tu tiên lại còn dám lớn lối như vậy. Vị đạo hữu này, người khả năng còn chưa quen thuộc với quy tắc của liên minh tu tiên. Sắc mặt nam nhân áo bào xám lôi bằng lạnh lại. Có chút khó chịu, tất cả tu tiên giả ngoại vực sau khi đến nghênh tiên đài nhất định phải gia nhập một tông môn, từ đó thu được tư cách lưu trú tại chỗ này. Bằng không, các ngươi sẽ bị tuần giới tiên vệ bắt vào trong thiên lao bất cứ lúc nào. Không sai, tiểu tử áo xanh Mạnh Tả Thương bổ sung một câu, đương nhiên, nếu bản thân các ngươi được mời đến, các ngươi có thể đưa ra lệnh bài có liên quan,
như vậy các ngươi có thể trực tiếp tiến vào cửu giới, không cần tiếp dẫn. Nghe được hai chữ lệnh bài, Hạ Thiên lập tức lấy vô thường lệnh từ trong túi ra, ngươi nói là lệnh bài này sao? Đây là vô thường lệnh. Mạnh Tả Thương sửng sốt một chút, sau đó hỏi, các ngươi có vô thường lệnh? Hạ Thiên hờ hững nói, có tên lỗ mũi châu tên Vấn Thiên Đạo Nhân nói muốn đến liên minh tu tiên phải mang theo cái thứ đồ chơi này, chẳng lẽ hắn nói láo? Vấn Thiên Đạo Nhân, Đan Trần Tử nghe được bốn chữ này, lập tức kích động không thôi, đạo hữu nhắc đến chính là một trong cửu đại chí tôn của tam giới Vấn Thiên Chí Tôn. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chưa nghe qua cái gì là chí tôn hay không chí tôn. Lệnh bài này là của một lão đạo sĩ tên Vấn Thiên Đạo Nhân cho ta, còn có một tấm thiệp mời. Thiệp mời, Hồng Hồ Nương Tử nghe xong, không khỏi sững sờ, thiệp mời gì? Thiệp mời tham gia bàn đào tiên hôi. Phù Diêu Tiên Tử cười nhạt. Điều này sao có thể? Hán tử không lông mày lắc đầu, lạnh lùng nói, đây chính là thịnh hội của tam giới, chỉ mời tu tiên giả độ kiếp kỳ tham gia, các ngươi, cũng xứng. Bách Thiên Lang nghe xong, cảm thấy khó chịu, trong ba người, cũng chỉ có hắn không phải là độ kiếp kỳ. Lời này rõ ràng là nhằm vào hắn. Đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Bách Thiên Lang lạnh giọng hỏi, hai vị bằng hữu này của ta đều là độ kiếp kỳ. Ngươi đang xem thường bọn họ. Lời vừa nói ra, năm người kia đều kinh ngạc không thôi, gương mặt chỉ toàn là sự không thể tin được. Hai người các ngươi là độ kiếp kỳ. Hồng Hồ Nương Tử dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Hạ Thiên và Phù Diêu Tiên Tử từ trên xuống dưới, ngoại vực thật sự có tu tiên giả độ kiếp kỳ. Lôi Bằng khịt mũi coi thường, thôi đừng chém gió nữa. Làm sao ngoại vực có tu tiên giả độ kiếp kỳ được? Trên người các ngươi không có vết tích kiếp lực, hơn phân nửa chính là phân thần kỳ đỉnh phong hoặc hợp thể cảnh sơ kỳ. Ta và vợ Phù Diêu chính là độ kiếp kỳ, đều có kiếp lực. Hạ Thiên lười biếng nói. Đan Trần Tử nghe cách xưng hô của Hạ Thiên, không khỏi giật mình, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi, vị tiên tử này, tên của ngươi không phải Phù Diêu sao? Ngươi thật sự rất giống với vị Phù Diêu tiên tử một vạn năm trước của Liên minh Tu Tiên. Hạ Thiên nói, không phải giống, vợ Phù Diêu của ta chính là Phù Diêu tiên tử. Không sai, ta chính là Phù Diêu tiên tử Tần Sơ Tuyết. Phù Diêu tiên tử cũng không giấu giếm. Chán nhăn lại, thật ra các ngươi đã sớm nhận ra ta rồi, không phải sao? Năm người kia lúng túng cười một tiếng. Vừa rồi, bọn họ xác thực nhận ra, nhưng vẫn không thể tin nổi. Chủ yếu là do quá khó tin. Một vạn năm trước, Phù Diêu tiên tử đắc tội với một vị chí tôn nào đó, sau đó bị giáng chức đến tiên khí chi địa. Tuy nói lúc đó vị chí tôn kia không phế bỏ Phù Diêu tiên tử, nhưng tiên khí chi địa là nơi nào chứ? Là một nơi gần như không có linh khí. Ở nơi đó đừng nói là một vạn năm, đoán chừng 100 năm, linh khí bên trong cơ thể đã bị tiêu hao hết không còn. Tuy nhiên, Phù Diêu tiên tử ở nơi đó một vạn năm, chẳng những không suy yếu đến chết, thậm chí tu vi còn tinh tiến. Điều này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Tả Thương không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng nói, Phù Diêu tiên tử trở về, đây chính là chuyện lớn, cần thông báo cho hội thần quân. Không, là hội trưởng lão. Bốn người kia đều lấy lại tinh thần. Phù Diêu tiên tử đã đắc tội qua vị trí tôn kia. Nếu bọn họ không thông báo, đến khi vị trí tôn kia biết được, bọn họ tuyệt đối vạn kiếp bất phục. Không sao, các ngươi cứ thông báo. Phù Diêu tiên tử cũng đoán được những người kia suy nghĩ những gì, thản nhiên nói, hình phạt lưu vong cũng có hạn định thời gian. Một vạn năm cũng đã qua, bây giờ không ai làm gì được ta. Hạ Thiên nghiêm túc nói, vợ Phù Diêu, có ta ở đây, cho dù vẫn còn trong hạn định thời gian, cũng không ai có thể bắt nàng được. Khẩu khí tiểu tử ngươi đúng là đủ cuồng. Hán tử không lông mày không nhịn được cười nhạo, nói với Hạ Thiên, ngươi biết năm đó Phù Diêu tiên tử đắc tội với ai không? Đó chính là Đại Chí Tôn, tùy tiện động một ngón tay là có thể hủy diệt cả một tinh vực lớn. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng quan tâm hắn là Đại Chí Tôn hay là Đại Vương Bát. Dám động đến nữ nhân của ta, ta một quyền xử lý hắn. Ha ha ha, thật sự là buồn cười chết được mà. Lúc này, cách đó không xa chợt vang lên tiếng cười buông thả, hiện tại tu tiên giả ngoại vực đều khôi hài như thế sao? Hạ Thiên khó chịu nói, một tên ngớ ngẩn ở đâu ra vậy? Dám cười một tiếng nữa, ngươi có tin ta đánh nát răng của ngươi hay không?
Đúng là can đảm, muốn tìm cái chết thì cứ nói thẳng. Một con bạch hạc lướt đến, lơ lửng bên trên nghênh tiên đài. Một vị công tử trẻ tuổi quần áo lộng lẫy ngồi trên lưng hạc, từ trên cao nhìn xuống Hạ Thiên, bổn công tử cũng mặc kệ các ngươi cầm lệnh bài của ai đến, nhưng tóm lại các ngươi đã chọc ta không cao hứng. Bây giờ ta sẽ đánh các ngươi xuống nghênh tiên đài, đánh vào Mê Uyên vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh. Năm người kia nhìn thấy người đến, lập tức quỳ xuống, cùng nhau hô to, tham kiến Bạch Hạc thần quân. Nhanh, mau quỳ xuống đi. Đan Trần Tử nhìn thấy ba người Hạ Thiên vẫn còn đứng im, vội kêu lên, đây chính là nhân vật quyền thế trong cửu giới, một trong thập đại thần quân. Cái gì thần quân cầu thí? Hạ Thiên khinh thường nói, trước đó ta đã xử lý qua một tên, đúng là phế vật. Con người Bạch Hạc thần quân có chút co rụt lại, chợt nhớ đến cái gì đó, liền nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ Võ La thần quân chết trong tay của ngươi? Đúng, tên ngốc kia chính là Võ La thần quân. Hạ Thiên Vân đạm phong khinh nói, còn có ba thằng ngu thần tướng, gọi cái gì là yêu sơn yêu hỏa gì đó. Bạch Hạc thần quân cười đắc ý, Thanh Thủy, Bá Hỏa, Man Sơn tam thần tướng, vốn là do ta chọn chúng, kết quả đã bị Võ La đoạt mất. Dù sao cũng chỉ là ba tên phế vật, có cái gì tốt để mà cướp chứ? Hạ Thiên hờ hững nói. Tiểu tử, tuy nói bổn công tử rất ghét Võ La thần quân, nhưng bản lãnh của hắn lại không phải do thổi phồng lên. Bạch Hạc thần quân nói xong, từ trên lưng hạc chậm rãi nhảy xuống, nhưng thái độ vẫn mang theo khí thế bề trên, ta cảm thấy hiếu kỳ không biết ngươi làm như thế nào. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Chính là làm như vậy. Hạ Thiên cũng không khách sáo, siết chặt nắm đấm đánh thẳng vào mặt Bạch Hạc thần quân. Một quyền này nhìn qua cũng chẳng có gì lạ, giống như không có lực đạo cũng không có tốc độ. Đám nghênh tiên sứ gấp lên, nổi giận quát lớn với Hạ Thiên, lớn mật, người dám bất kính với thần quân. Ánh mắt Bạch Hạc thần quân hiện lên sự khinh thường, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, loại nắm đấm như thế này, cho dù hắn đánh ra một vạn quyền cũng không dính được nửa sợi lông của bổn công tử. Ta lại cảm thấy ngươi sẽ không tiếp nổi một quyền này đâu. Phù Diêu tiên tử thản nhiên nói. Ha ha, Bạch Hạc thần quân lại càng thêm khinh thường, đừng nói chạm được vào bổn công tử, nếu hắn có thể đến gần được bổn công tử trong vòng ba thước, coi như hắn, a. À. Lời còn chưa nói hết, cả người Bạch Hạc thần quân như đạn pháo, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Người có mặt đều không khỏi giật mình đến ngây người, thật sự kinh khủng như vậy sao? Cái này, đám nghênh tiên sứ nhìn đến ngây người. Nhưng bởi vì quá chấn kinh, nhất thời bọn họ cũng không biết nói cái gì. Từ lúc nghênh tiên đài thành lập đến nay đã được vài vạn năm, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai dám ra tay ở đây, càng không có khả năng ra tay với một vị thần quân tôn quý. Lại còn là một quyền dứt khoát và hiệu quả đến như vậy. Bách Thiên Lang rất nhanh kịp phản ứng, thấp giọng nói với Hạ Thiên, người quá kích động rồi. Muốn ra tay. Người tốt xấu gì cũng nên thông báo cho ta biết một tiếng chứ. Thông báo cho ngươi thì làm được cái gì? Hạ Thiên nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ra tay? Nhưng ngươi ra tay cũng vô dụng thôi. Ngươi không phải đối thủ của thần quân. Bách Thiên Lang bó tay, để ta cách xa ngươi một chút. Ta còn muốn ở lại liên minh tu tiên đấy. Bây giờ ngươi trốn xa cũng được mà. Hạ Thiên nói, vốn tiện đường mang ngươi đi một đoạn. Bây giờ cũng đã đến nơi. Ngươi còn đi theo chúng ta làm gì? Làm bóng đèn à? Bách Thiên Lang lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý với cách nói của Hạ Thiên, nếu ta đi ngay từ đầu, ngươi xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến ta. Nhưng bây giờ ngươi đã ra tay, ta không thể đi được nữa. Lão tử nói thế nào cũng là Thiên Lang yêu vương, không phải thỏ nhát gan. Nếu tiểu tử kia dám đến, có cái gì ngươi cứ gọi ta sẽ thay ngươi đỡ được. Ngươi không cần phải sợ. Các ngươi cũng dám ra tay với thần quân, các ngươi gây ra họa lớn rồi. Sắc mặt nam nhân áo bảo xám lôi bằng thay đổi, đứng dậy quát to, tuần giới tiên vệ lập tức đến ngay, ba người các ngươi nhất định sẽ bị bắt vào thiên lao. Lúc này, bốn người khác mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cho dù tiên vệ không đến, kết quả của các ngươi vẫn sẽ thảm liệt vô cùng. Hán tử không lông mày khoanh tay, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Bạch Hạc thần quân nổi danh lòng dạ hẹp hòi, ngươi cũng dám ra tay với hắn, quả thật không biết sống chết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thái độ vẫn hờ hững, chỉ một tên ngu ngốc mà thôi, đánh rồi thì thôi.
Ha ha, đến từ ngoại vực, quả nhiên ánh mắt thiển cận, lại cuồng vọng vô tri. Lúc này, hán tử không lông mày cũng chẳng hứng thú với Hạ Thiên. Chỉ là một tên tiểu tử ngốc đến từ ngoại vực, lại đắc tội với Bạch Hạc thần quân, chỉ sợ chưa đến hai ngày đã phải bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ một thần quân thôi mà, đừng nói là đánh, cho dù giết thì có thể thế nào. Phù Diêu tiên tử cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Năm đó, khi nàng vừa đột phá độ kiếp kỳ, thậm chí nàng còn giết qua một hai người gọi là thần quân, chẳng lẽ hội trưởng lão lại để cho một thần quân tùy ý làm bậy sao? Tất nhiên những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Phù Diêu tiên tử, người rời liên minh tu tiên quá lâu rồi, hoàn toàn không biết hiện tại liên minh tu tiên đã là tình thế gì. Hồng Hồ nương tử lắc đầu, thở dài nói, bây giờ, hội trưởng lão đã bị Hồng Vân đại trưởng lão nắm trong tay. Mà vị Bạch Hạc thần quân đó lại là sư điệt của Hồng Vân đại trưởng lão. Các ngươi động vào hắn chính là bất kính với Hồng Vân đại trưởng lão. Các ngươi hoàn toàn không có khả năng sống nổi trong cửu giới. Đan Trần Tử cũng vì quan hệ với Vấn Thiên đạo nhân, nhịn không được liền khuyên một câu, ba vị nên quỳ xuống xin lỗi Bạch Hạc thần quân đi, hoặc chịu chút khổ sở, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Quỳ xuống nói xin lỗi. Phù Diêu tiên tử nở nụ cười khinh thường. Một vạn năm trước, đầu gối của ta chưa từng quỳ xuống trước ai. Bây giờ bảo ta quỳ, có khả năng sao? Lôi Bằng không nhịn được liền nói, vậy các ngươi hãy chờ đại trưởng lão giáng tội đi, chỉ sợ các ngươi khó mà thoát khỏi cái chết. Thì ta làm sạch hội trưởng lão cùng một lúc chứ sao? Hạ Thiên trả lời vẫn rất trực tiếp. Lời này của hắn khiến cho đám nghênh tiên sứ bó tay. Tại sao một tu tiên giả lại có thể vô tri đến như vậy? Ngươi có biết Hồng Vân đại trưởng lão có tu vi gì hay không? Ngươi có biết Bạch Hạc thần quân có tu vi gì hay không? Cái gì cũng không biết lại dám nói khoác như vậy, đúng là người không biết thì không sợ. Hán tử không lông mày cười nhạo, chán ghét trừng mắt nhìn Hạ Thiên, liên minh tu tiên chúng ta ghét nhất chính là loại không biết mùi vị như các ngươi, hoàn toàn không rõ mình là mặt hàng bao nhiêu cân lượng. Nếu không phải tông môn muốn thu nạp một số huyết dịch mới, biểu thị sự công bằng của liên minh đối với ngoại vực rộng lớn, ngươi thật sự cho rằng con tôm nhỏ ngoại vực các ngươi có tư cách tiến vào tông môn cửu giới chúng ta sao? Ta chưa từng nghĩ đến việc tiến vào đám tông môn rách nát ở nơi này. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh bỉ nói, cũng không có tông môn nào có tư cách thu nhận ra. Hán tử không lông mày nghe Hạ Thiên nói xong, cười đến chảy nước mắt, ha ha ha, tiểu tử ngươi đúng là cuồng đến không biết mùi vị, cuồng đến hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nhất định sẽ chết rất thảm, ta thật sự chờ mong điều đó. Phù Diêu tiên tử thản nhiên quét mắt nhìn đám người kia, nghiêm túc nói, chồng của ta nói chẳng có gì sai. Liên minh tu tiên xác thực chẳng có tông môn nào xứng với hắn. Vợ Phù Diêu, không cần quan tâm đến đám ngu ngốc đó. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có nói tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng muốn đến chỗ nào đầu tiên? Phù Diêu tiên tử nói, đến cố hương của ta xem thế nào. Được, Hạ Thiên gật đầu. Bách Thiên Lang có chút lúng túng đứng im tại chỗ, không biết nên mở miệng nói chuyện gì. Ngươi cũng đừng đi theo, nếu không, ta đánh ngươi đấy. Hạ Thiên quay lại trừng Bách Thiên Lang một cái. Lúc này, một bóng người từ đằng xa bay đến, sau đó gầm lên giận dữ, các ngươi đến đâu cũng không được, chỉ có thể đi xuống địa ngục. Bạch Hạc thần quân nhanh chóng bay về. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bổn công tử không luyện hồn rút tủy ngươi, ta không phải họ Tần. Ngươi muốn họ gì thì liên quan gì đến ta? Hạ Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái khi người này quay về. Bởi vì hắn không bao giờ xuất ra sức mạnh lớn nhất trong lần ra tay đầu tiên. Hắn lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự không muốn họ Tần, ta đề nghị ngươi nên lấy họ Cẩu, bởi vì dung mạo của ngươi rất giống chó. Tốt, rất tốt, Bạch Hạc thần quân giận quá hóa cười, nhấc trưởng đánh về phía Hạ Thiên, chết đi cho bổn công tử. Hạ Thiên đứng im không tránh né, thản nhiên liếc nhìn Bạch Hạc thần quân giống như đang nhìn một con chó hoang xông đến. Bành! Hạ Thiên còn chưa ra tay, Bách Thiên Lang bỗng dưng vọt đến trước mặt hắn, đưa tay đón nhận một trưởng của Bạch Hạc thần quân. Phốc! Chỉ trong nháy mắt, Bách Thiên Lang đã không chịu nổi, há miệng phun ra một ngụm máu. Nhưng hắn vẫn không thối lui. Bạch Hạc thần quân trợn trừng mắt nhìn Bách Thiên Lang, chỉ là hợp thể kỳ mà cũng dám ra oai trước mặt bổn công tử.
Cút ngay cho ta. Ngay cả hợp thể kỳ mà ngươi còn đánh không chết, ngươi cũng đừng nên đi tìm Hạ Thiên. Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Bách Thiên Lang quát khẽ một tiếng, hiện ra thân hình sói yêu, nhờ vào đó hóa giải một phần kiếp lực, ta đang suy nghĩ cho ngươi, đang cứu mạng ngươi đấy. Yêu tu, Bạch Hạc Thần Quân càng thêm khinh bỉ, lấy một thanh trường kiếm từ trong túi trữ vật ra, đâm tới tim Bách Thiên Lang, dám cản đường bổn công tử, ngươi nhất định phải chết. Biểu hiện của Bách Thiên Lang có chút ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được hắn không ngăn được một kiếm này. Nhưng hắn không muốn lui. Mẹ nó, Hạ Thiên ngươi chính là đại tai tinh, vừa đến đã gây ra phiền phức lớn như vậy. Bách Thiên Lang cắn răng, phóng ra yêu thân của mình, biến thành một con tuyết lang lưu quang màu trắng bạc to lớn, răng trong miệng cắn vào thanh trường kiếm, tuy nhiên, lão tử chính là yêu vương, đã nói giúp ngươi thì sẽ giúp ngươi. Cạch! Răng sói và mũi kiếm chạm vào cùng một chỗ. Luận độ cứng, răng sói của Bách Thiên Lang cứng hơn một bậc. Thế nhưng, Bạch Hạc Thần Quân lại là tu tiên giả độ kiếp kỳ. Mặc dù chỉ mới bước vào, nhưng cũng đủ tạo thành thế nghiền ép đối với Bách Thiên Lang. Một tiếng vang nhỏ, hai răng sói của Bách Thiên Lang lập tức xuất hiện vết rách, đồng thời đứt đoạn. Cút, Bạch Hạc Thần Quân thấy có được thời cơ, lập tức đạp vào bụng Bách Thiên Lang, đạp bay hắn ra ngoài. Nương theo uy thế, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực Hạ Thiên. Bạch Hạc Thần Quân, tuyệt đối không được giết người ở đây, sẽ không tiện giao phó với hội trưởng lão. Đan Trần Tử biết Hạ Thiên được Vấn Thiên Đạo Nhân mời đến, trong lòng vẫn không đành nhìn đám người Hạ Thiên cứ như vậy mà chết, vì thế hắn tiến lên ngăn cản. Biến đi, Bạch Hạc Thần Quân bị sự phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, mũi kiếm rung động đánh lui Đan Trần Tử, người dám cản ta. Bổn công tử giết chết các ngươi ngay tại chỗ. Đan Trần Tử đành phải ngăn cản lần nữa, bọn họ là khách nhân do Vấn Thiên Chí Tôn mời đến. Vậy thì cũng phải chết, Bạch Hạc Thần Quân chỉ do dự 2-3 giây, nhưng rất nhanh đã bị lửa giận trong lòng đè xuống, hôm nay, ai đến cũng không ngăn được. Tiểu tử kia nhất định phải chết. Hạ Thiên lắc đầu, ngu ngốc thì không bao giờ nhìn thấy mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu ngươi đã chấp nhất muốn tìm cái chết như vậy, vậy cũng tiện xử lý thôi. Con người của ta từ trước đến nay rất thích thành toàn cho người khác. Hừ, cố làm ra vẻ, chết đi cho bổn công tử. Bạch Hạc Thần Quân vọt đến trước mặt Hạ Thiên, mũi kiếm không hề trở ngại đâm vào tim của hắn, thấu ngực mà qua. Kiếm cũng tạm được, đáng tiếc kiếm pháp không thuần thục, ngay cả 1/10 uy lực cũng không phát huy được. Hạ Thiên mặc cho trường kiếm xuyên qua tim của hắn, lại còn lười biếng phê bình. Ngươi hẳn cũng vừa mới bước vào độ kiếp kỳ, kiếp lực còn chưa hình thành, lại còn đi lòe người khác, đúng là phế vật. Nói nhảm nhiều quá, Bạch Hạc Thần Quân lạnh lùng nhìn Hạ Thiên một cái, sau đó nhẹ nhàng rút kiếm, ngươi có tư cách gì khoa tay múa chân với bổn công tử. Tâm mạch của ngươi đã đứt, chỉ còn chút sinh cơ, ngươi nên bàn giao hậu sự đi. Hạ Thiên vô cùng tán đồng, ngươi xác thực chỉ còn lại thời gian bàn giao hậu sự, nhưng đã bị ngươi lãng phí rồi. Tiểu tử, ngươi, Bạch Hạc Thần Quân còn muốn đâm Hạ Thiên một kiếm, kết quả phát hiện hắn không còn khí lực, kiếm trong tay cũng trượt xuống. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, vô thức cúi đầu, đột nhiên phát hiện ngực của mình bị đâm thành một lỗ thủng lớn. Mảnh vụn của tim cùng với máu chảy xuống đất, không, không thể nào, bổn công tử sao lại. Bổn công tử sẽ không chết đâu, Bạch Hạc Thần Quân nghiến răng, thừa dịp sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt. Móc một bình đan dược từ trong ngực ra, nhìn cũng không thèm nhìn mà rót vào trong miệng. Tiếp theo, mắt của hắn nổi lên ánh sáng màu vàng, vết thương trên người cũng dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Có đúng như vậy không? Nhưng ngươi vẫn chết chắc. Hạ Thiên nhếch miệng, hắn chẳng những thích giúp người ta hoàn thành ước vọng, mà còn thích làm người ta mất mặt. Ngươi nói không chết được, ta lại càng muốn ngươi chết. Đây chính là bất tử kim đan chiếu tiên đan mà sư phụ của bổn công tử luyện chế ra được. Bạch Hạc Thần Quân quả nhiên khôi phục lại sinh cơ một cách nhanh chóng, trái tim bị phá nát một lần nữa ngưng tụ lại, chỉ cần sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt hẳn, ta có thể khởi tử hồi sinh, khôi phục lại nguyên dạng. Khi nói chuyện, gương mặt của hắn lộ ra sự ngạo nghễ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, có phải ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không? Không thể tưởng tượng nổi cái đầu ngươi đấy. Hạ Thiên nhếch miệng, mấy chuyện khởi tử hồi sinh này, ta đã sớm làm được từ lâu, cũng chẳng cần đan dược,
chỉ cần một cây ngân châm là được. Bạch Hạc Thần Quân cảm giác mình đã khôi phục hoàn toàn, không khỏi cười nhạo một tiếng, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút bản lãnh. Vừa rồi là do bổn công tử coi thường ngươi mới bị trúng chiêu của ngươi. Nhưng tiếp theo chính là tận thế của ngươi, bổn công tử sẽ không chủ quan nữa. Hạ Thiên nói thẳng, ngươi thua là bởi vì ngươi quá cùi bắp, cũng chẳng liên quan gì đến coi thường hay không. Làm càn, Bạch Hạc Thần Quân tức đến mức trán nổi gân xanh. Hắn nhặt lại thanh kiếm từ dưới đất lên nhưng lần này đã có kinh nghiệm, hắn tăng thêm mấy tầng cương khí cho mình, bên ngoài cơ thể thậm chí còn lồng thêm một lớp hộ giáp màu trắng, nếu không giết ngươi, bổn công tử còn mặt mũi nào ở lại liên minh nữa chứ? Không cần ở nữa, bởi vì ngươi đã chết, Hạ Thiên cười nói. Đúng là buồn cười, bây giờ bổn công tử sẽ cho ngươi biết, loại sâu kiến vực ngoại như các ngươi khác biệt với tu sĩ liên minh tu tiên chúng ta bao nhiêu. Bạch Hạc Thần Quân thả người nhảy lên, quay lại lưng con linh hạc kia, sau đó khống chế linh hạc phóng nhanh đến chỗ Hạ Thiên. Quậy còn chưa đủ sao? Phù Diêu tiên tử nhìn đến phát chán, nàng bước đến trước người Hạ Thiên, trực diện ngăn cản xung kích của Bạch Hạc Thần Quân, chồng của ta đã hạ thủ lưu tình với ngươi, ngươi đừng có tự tìm đường chết nữa. Phù Diêu tiên tử, ngươi tốt nhất nên tránh ra, bằng không, đừng trách bổn công tử giết ngươi cùng một chỗ. Bạch Hạc Thần Quân hiển nhiên cũng nhận ra Phù Diêu tiên tử, liền lạnh lùng quát một câu, người tự tìm đường chết là các ngươi. Thời đại đã thay đổi rồi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là của một vạn năm trước sao? Là Phù Diêu tiên tử có thể quát tháo một phương. Mới trôi qua có một vạn năm mà các ngươi đã cho rằng ta là cừu non mặc cho người ta ức hiếp. Ánh mắt Phù Diêu tiên tử ngưng lại, lộ ra sự tức giận. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, Phù Diêu tiên tử. Không cần thiết phải tức giận với một người chết. Đúng, người đã là một người chết. Bạch Hạc Thần Quân ngồi trên linh hạc vọt đến trước mặt Hạ Thiên, kiếm trong tay cũng vượt qua Phù Diêu tiên tử đâm thẳng vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn chợt nhớ đến chuyện vừa nãy, không khỏi giật mình, vô thức muốn thu kiếm lại nhưng đã muộn. Quả nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào, thanh kiếm này đã xuyên qua lồng ngực của hắn một lần nữa. Sai lầm tương tự. Tại sao ngươi lại phạm hai lần chứ? Hạ Thiên lắc đầu, có chút trào phúng, ngươi cũng chỉ là một tên ngốc không tiếp thu bài học mà thôi. Lần này, Bạch Hạc Thần Quân ngay cả lấy đan dược ra cũng không có, ánh mắt nhanh chóng mất đi thần thái, từ trên lưng linh hạc ngã xuống đất. Đám người kia sợ ngây người, hoàn toàn không biết phải làm sao. Rất nhanh, hán tử không lông mày đã lặng lẽ chạy trốn. Có thể là sợ bị liên lụy. Bốn người kia cũng lặng yên rời đi. Bù! Linh hạc rít lên một tiếng, vỗ cánh xông về phía Hạ Thiên. Chỉ một con ngỗng, la lối cái gì? Hạ Thiên khẽ vươn tay tóm lấy cổ linh hạc, giống như hao quăng Loki, vung vẩy con linh hạc mấy lần. Linh hạc lập tức bị ngã đến thất điên bát đảo, miệng phun máu tươi. Rất nhanh, ánh mắt của nó toát lên sự cầu khẩn, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Đây chính là linh hạc. Không phải ngỗng. Phù Diêu tiên tử cười nói với Hạ Thiên, có thể ngày đi vạn dặm, còn có thể nhảy vọt bên trong khe nứt thời không, đây chính là phương tiện giao thông không tệ trong liên minh. Hạ Thiên lập tức buông lỏng tay ra, hờ hững nói, có đúng như vậy không? Vậy thì cứ giữ lại. Ồ, con linh hạc kia do dự một chút, sau đó quỳ gối sát trước mặt Hạ Thiên. Cái này là nhận chủ à? Con linh hạc này xương cốt mềm như vậy sao? Bách Thiên Lang nhìn thấy cảnh này, cảm giác tam quan của mình có chút bị khiêu chiến. Đồng thời hắn cũng nhận ra, thật ra liên minh tu tiên cũng giống như những chỗ khác, vẫn là pháp tắc cá lớn nuốt cá bé. Hạ Thiên đỡ Phù Diêu tiên tử nhảy lên lưng linh hạc. Hình thể linh hạc to lớn, lưng gần bằng cả một sân bóng rổ, bên trên còn xây dựng một cái đình với một gian phòng cực kỳ sang trọng, còn có ba hầu gái xinh đẹp. Hoan nghênh công tử trở về. Gương mặt ba hầu gái kia không hề có chút ngoài ý muốn, khom mình hành lễ với Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử. Hạ Thiên nhếch miệng, ta không phải công tử của các ngươi, không cần hoan nghênh ta. Ba hầu gái kia cũng không có phản ứng quá lớn, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên. Phù Diêu tiên tử nhìn thoáng qua ba hầu gái này, sau đó phát hiện ra vấn đề, các nàng hẳn đã bị Bạch Hạc Thần Quân hạ lạc ấn xuống thần thức, ép buộc các nàng phục vụ người tiến vào gian phòng này vô điều kiện. Hạ Thiên có chút không hiểu,
vì sao tên ngốc đó lại không bắt bọn họ phục tùng chính hắn mà lại phục tùng người bước vào căn phòng này. Phù Diêu tiên tử cũng lười suy nghĩ mấy chuyện đó. Nàng tiện tay đánh ra một luồng thanh khí vào đầu ba hầu gái, giúp các nàng hóa giải thần thức lạc ấn trong đầu. Ánh mắt ba hầu gái sáng lên một cái, sau đó liếc mắt nhìn nhau, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc, nhất thời có chút không biết làm sao. Ba người các ngươi đã được tự do, các ngươi mau về nhà đi. Phù Diêu tiên tử nói, một hầu gái tuổi tác lớn nhất lập tức quỳ xuống, xin đừng đuổi chúng ta đi. Gia viên của chúng ta đã bị hủy, chúng ta mới chạy trốn đến liên minh, không có tư cách ở lại nơi này. Nếu bây giờ chúng ta rời khỏi đây, chỉ sợ chúng ta sẽ bị tuần giới tiên vệ bắt đi, sau đó đánh vào thiên lao. Hai hầu gái còn lại cũng quỳ xuống, chúng ta đã sớm không còn nhà để về. Nếu hai vị tiền bối không chứa chấp chúng ta, chỉ sợ chúng ta sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. Có thể là mạo muội, nếu hai vị đã cứu chúng ta, chi bằng cứu cho chót. Hầu gái lớn tuổi nhất đánh bạo nói, chúng ta và Tiêu Dao tiên tử của Tề Thiên Tông cũng có chút giao tình. Không biết ta có thể mời hai vị đưa chúng ta đến Tề Thiên Tông hay không? Các ngươi có về nhà hay không chẳng liên quan gì đến ta, cũng không phải ta hủy đi nhà của các ngươi. Hạ Thiên chẳng hề cảm động đối với việc này. Hắn cũng không phải đại thiện nhân, vợ Phù Diêu giải lạc ấn cho các ngươi đã đủ ý tứ lắm rồi. Các ngươi đừng chơi trò bắt cóc đạo đức nữa. Tiêu Dao tiên tử. Phù Diêu tiên tử nghe được tục danh này liền thản nhiên nói, chồng, chàng không phải nói muốn gặp Tiêu Dao tiên tử sao? Nếu không, chúng ta tiện đường đưa các nàng đến đó luôn. Chúng ta phải đến Phù Giao giới trước. Hạ Thiên lắc đầu, khẳng định, vợ Phù Diêu, nàng không cần quá để ý đến bọn họ, cứ ném bọn họ cho Bách Thiên Lang là được. Dù sao bọn họ cũng cùng đường. Phù Diêu tiên tử lên tiếng cười khẽ, nói với ba hầu gái, các ngươi có nhìn thấy vị yêu tu trên Nghinh Thiên Đài kia không? Hắn tên Bách Thiên Lang, chính là kiếp nô mà Tiêu Dao tiên tử chọn chúng. Các ngươi đi theo hắn đến Tề Thiên Tông đi. Ba hầu gái kia liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện cũng không còn cách nào khác, đành phải cùng nhau cáo từ, nhảy xuống lưng hạc. Phù Diêu tiên tử nói với Bách Thiên Lang, Bách Hiêu Quân, ba người bọn họ cũng muốn đến tìm Tiêu Dao tiên tử, vừa lúc cùng đường với ngươi. Làm phiền ngươi dẫn bọn họ đi một đoạn đường. Được thôi, Bách Thiên Lang cũng không từ chối, quay sang nói với ba hầu gái, nơi này không nên ở lâu, chúng ta lên đường thôi. Khoan đã, ta không đi đâu. Hầu gái lớn tuổi do dự một chút, sau đó nói với hai người kia, các ngươi theo vị yêu quân này đến Tề Thiên Tông đi, thay ta truyền lời. Hai người kia cảm thấy ngoài ý muốn, ta Ngọc tỷ tỷ, vì sao ngươi? Hai vị tiền bối kia đã cứu ba người chúng ta, nếu không báo đáp một phen, cứ thế mà đi, trong lòng ta thật sự khó mà bình an. Hầu gái lớn tuổi trịnh trọng nói, hơn nữa, thân phận của ta không thích hợp qua đó. Các ngươi chắc cũng biết rõ, có các ngươi qua đó truyền tin tức đi là được rồi. Thế có đi hay không? Bách Thiên Lang có chút không kiên nhẫn, nếu các ngươi không đi, tuần giới tiên vệ gì sẽ đến đấy? Hai hầu gái kia cũng không do dự nữa, lập tức theo Bách Thiên Lang rời đi. Hầu gái lớn tuổi bay về lưng hạc, đẩy cửa bước vào phòng. Tại sao ngươi quay lại? Hạ Thiên đang định tiến hành giao lưu vui vẻ với Phù Diêu tiên tử, kết quả nhìn thấy một bóng đèn lớn tiến vào. Hầu gái lớn tuổi bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, còn chưa báo được đại ân, ta sao có thể rời đi như vậy? Ta chẳng cần ngươi báo ân gì cả. Hạ Thiên nhếch miệng nói, ta cũng không có ý định cứu các ngươi, là vợ Phù Diêu tiện tay mà làm thôi. Phù Diêu tiên tử thản nhiên nói, nếu ngươi có lời gì muốn nói thì cứ việc nói thẳng, báo ân thì thôi đi. Hai vị hẳn vừa mới đến liên minh tu tiên, đối với rất nhiều tình huống nơi này chắc sẽ không hiểu rõ. Hầu gái lớn tuổi né tránh vấn đề này, mà nói đến tác dụng của mình, ta làm thị tỳ cho Bạch Hạc Thần Quân một khoảng thời gian. Mặc dù không tính hiểu rõ liên minh tu tiên như lòng bàn tay, nhưng cũng biết không ít. Ta cảm thấy hai vị tiền bối có khả năng cần dùng đến ta, cũng có thể tránh đi một số phiền phức. Lời này ngược lại nói rất đúng. Hạ Thiên gần như không biết gì về liên minh tu tiên cả. Phù Diêu tiên tử rời đi trên vạn năm, đối với tình huống của liên minh tu tiên hiện tại xác thực cũng không biết quá nhiều, cũng cần một người biết chuyện. Vậy thì ngươi ở lại đi. Phù Diêu tiên tử gật đầu, nhưng vẫn bổ sung một câu, tuy nhiên,
ngươi không cần làm thị tỳ gì cả, chúng ta có thể làm tỉ muội với nhau. Được. Hầu gái lớn tuổi cũng không tiếp tục từ chối. Ta tên Tần Sơ Tuyết, phong hào Phù Diêu Tiên Tử. Phù Diêu Tiên Tử tự giới thiệu, sau đó chỉ vào Hạ Thiên, hắn là đạo lữ của ta, tên Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, bổ sung, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hầu gái lớn tuổi chính trọng nói, ta tên Phương Tăng Ngọc, nguyên là tu tiên giả của Không Tang Giới. Về sau, Không Tang Giới bị đại trưởng lão tiêu diệt, chúng ta cũng bị sung làm thị tỳ cho Bạch Hạc Thần Quân. Phù Diêu Tiên Tử một lần nữa nghe nhắc đến đại trưởng lão, không khỏi hỏi, đại trưởng lão kia là. Phương Tăng Ngọc cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói, đại trưởng lão tên là. Bành! Chỉ là nàng còn chưa nói hết, bỗng dưng bên ngoài vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc. Linh Hạc hét thảm một tiếng, nhanh chóng rớt khỏi Nghinh Thiên Đài. Bên dưới chính là Mê Uyên Vô Tận. Đây là, Linh Hạc ngất đi. Sắc mặt Phương Tăng Ngọc thay đổi, lập tức nhận ra điểm khác thường, bên dưới Nghinh Thiên Đài chính là Mê Uyên. Nếu rơi xuống, chúng ta tiêu rồi. Rơi xuống thì rơi xuống thôi. Hạ Thiên bình tĩnh nói, sau đó người không thấy tăm hơi đâu. Phù Diêu Tiên Tử thản nhiên nói, mặc dù linh thú không phải yêu tu, nhưng tố chất cơ thể rất cường hãn, sẽ không dễ dàng ngất đi. Tiếng động vừa rồi nhất định là do nó bị công kích. Nói xong, nàng liền bay ra ngoài nhìn tình huống một chút. Phương Tăng Ngọc do dự một chút rồi cũng đi theo. Vừa bước ra, nàng nhìn thấy giữa ngón tay Hạ Thiên xuất hiện một cây ngân châm đâm thẳng vào cổ Linh Hạc. Ngay sau đó, Linh Hạc lập tức khôi phục thần trí, cơ thể còn dâng lên một luồng ánh sáng trong trẻo, nhất phi trùng thiên thẳng đến Vân Tiêu. Chuyện gì xảy ra vậy? Phù Diêu Tiên Tử biết loại linh thú này thông hiểu nhân ngôn, liền lên tiếng hỏi. Quả nhiên, Linh Hạc kia nói, vừa nãy trên trời hạ xuống một trận cuồng phong đánh thẳng vào trán ta. Ta không để ý nên bị choáng. Hạ Thiên hỏi càng trực tiếp hơn, ai làm? Ta không biết, Linh Hạc quả nhiên không nhìn thấy rõ nhưng cũng không phải không có đầu mối, người tập kích ta nhất định đang chạy ở đằng trước. Đuổi theo, Hạ Thiên có chút khó chịu, hạ lệnh, tìm tên ngốc kia. Ta muốn đánh cho hắn một trận. Linh Hạc cũng không do dự. Nó cũng đang tức giận trong lòng, vì thế liền gia tăng tốc độ xông về phía trước. Một lát sau, quả nhiên nó nhìn thấy một con quái vật khổng lồ ở đằng trước. Là một con cự long màu tím, dài ước chừng ngàn trượng, toàn thân xương cốt trắng nõn, giống như cá ở trong nước bơi lội giữa không trung, cái đuôi vung vẩy trái phải chẳng khác nào Optimus Prime, một nhân vật trong Transformer. Kia là Trường Lô Cốt Long, là linh thú đỉnh cấp. Nếu ta nhớ không lầm, nó chính là tọa kỵ của Thiên Bồng Thần Quân. Phương Tăng Ngọc nhìn thấy con cự thú kia, trong lòng run lên, nhỏ giọng nói, người này là một trong ba tồn tại thứ nhất của Thập Đại Thần Quân, nghe nói sắp sửa tấn thăng làm thần vương, cũng sắp trở thành trưởng lão của hội trưởng lão. Chúng ta đừng nên trêu chọc. Ta chẳng quan tâm hắn là thần vương hay là trưởng lão, đắc tội ta còn muốn đi. Hạ Thiên nhếch miệng, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Phương Tăng Ngọc giải thích. Có thể đuôi của Trường Lô Cốt không cẩn thận quét trúng Linh Hạc, chỉ là vô ý mà thôi. Vậy hắn nhất định cũng phải xin lỗi. Hạ Thiên mặc kệ nhiều như vậy. Hắn nói với Linh Hạc, tiến lên cho ta. Nó có thể đụng ngươi, chẳng lẽ ngươi không đụng được nó? Linh Hạc tất nhiên cũng có mấy phần hung tính. Mặc dù Trường Lô Cốt dài gấp 10 nó, nhưng nó vẫn nghe theo Hạ Thiên, dùng khí lực lớn nhất của mình bay lên trên không đối phương, sau đó vẫy cánh vọt xuống. Bên trên Trường Lô Cốt cũng có xây phòng ốc, nhưng không phải đình mà là cung điện. Lúc này, bên ngoài cung điện, 10 nữ nhân mặc quần áo mỏng tang đang nhảy một bài vũ đạo, xuân quang chợt tiết. Đối diện các nàng là một người mập mạp mặc cẩm bào đang được ba nữ nhân càng xinh đẹp hơn phục vụ, vừa xem vũ đạo vừa uống rượu. Một lát sau, một thần tướng mặc áo đen đứng hầu bỗng dưng phát hiện có Linh Hạc xâm nhập, lập tức nhắc nhở nam nhân mặc cẩm bào bên cạnh, quân thượng. Có Linh Hạc chẳng biết tại sao lại xông về phía Cốt Long. Linh Hạc, là thứ gì, đuổi nó đi. Nam nhân mặc cẩm bào nheo mắt, gương mặt tràn đầy nghi hoặc, khoát tay với thần tướng. Thần tướng áo đen nhẹ gật đầu, lập tức lên tiếng quát, vũ xúc ở đâu ra. Nơi này là chỗ ở của Thiên Bồng Thần Quân, lập tức biến đi cho ta. Linh Hạc vẫn không hề có ý dừng lại, mắt thấy sắp đụng phải.
biến đi, mặt thần tướng áo đen sầm lại, siết chặt nắm đấm. Hắn phóng người lên, đánh một quyền vào đầu Linh Hạc. Người nên biến đi là người đó, Hạ Thiên khó chịu nói. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt thần tướng áo đen, lấy quyền đối quyền nghênh đón công kích. Vừa rồi, Linh Hạc bị công kích đột ngột, Hạ Thiên làm sao có thể để Linh Hạc một lần nữa bị đánh trúng. Mặt mũi hắn để ở chỗ nào chứ? Thần tướng áo đen thấy có người đột nhiên xuất hiện, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng không hề có ý thu lực. Nếu đã không nghe lời, vậy thì cùng nhau oanh sát. Bành! Song quyền tấn công, cương phong bốn phía. Một bóng người bay rớt ra ngoài, nện xuống lưng Trường Lô Cốt một cái thật mạnh, chấn động mạnh đến mức Trường Long Cốt có chút không chịu nổi, thân hình lung lay. Người trên lưng rồng cũng ngã xuống theo, đám vũ nữ thiếu chút nữa rơi ra bên ngoài. Hắc sát, người đang làm cái gì vậy? Nam nhân mặc cẩm bào được mấy thị nữ miễn cưỡng đỡ lấy. Bằng không, hắn đã biến thành quả bóng da lăn thẳng ra ngoài. Lúc này, có người nhìn thấy rõ vật rơi xuống, lập tức la hoảng lên, a, là hắc sát thần tướng. Nam nhân mặc cẩm bào định thần nhìn lại, người đang bất tỉnh nằm trên mặt đất đúng là thần tướng áo đen. Lúc này, một bóng người nhẹ nhàng nhảy lên lưng rồng, khó chịu nhìn chằm chằm nam nhân mặc cẩm bào, người chính là chủ nhân của con cá trạch này. Nam nhân mặc cẩm bào còn chưa lên tiếng, một thần tướng mặc áo đỏ đã lập tức hét lên, ngưng thần đề phòng, có địch tập kích, bảo vệ quân thượng. Không cần, tránh hết ra cho ta. Nam nhân mặc cẩm bào mở miệng quát lui đám hộ vệ đang bao vây trước người hắn, sau đó cười ha hả nói, ha ha, tiểu đệ Thiên Bồng thần quân, đây là tòa kỵ Trường Lô Cốt Long của ta. Nó cũng không phải cá trạch mà là long trùng hàng thật giá thật. Ta chẳng quan tâm nó là long trùng hay cẩu tạp trùng. Người đến tất nhiên là Hạ Thiên. Hắn lười biếng nói, ngươi là chủ nhân của nó là được. Bây giờ ta sẽ đánh ngươi một trận. Làm càn. Thần tướng ảo đỏ nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Tại sao ngươi dám bất kính với quân thượng? Bốp, Hạ Thiên tiện tay đánh qua một bạt tai, đánh cho mặt thần tướng áo đỏ sưng lên, nơi này không có phần cho ngươi lên tiếng, cút sang một bên. Thần tướng áo bào đỏ bị đánh đến phát mộng, cho đến bây giờ, không có ai ở liên minh tu tiên dám ra tay với hắn. Đây không chỉ vì hắn là thuộc hạ của Thiên Bồng thần quân, mà hắn còn là tu tiên giả hợp thể kỳ đỉnh phong, tiến giai độ kiếp kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói một cách khác, thật ra các thần tướng đều là thần quân trong tương lai. Ở liên minh tu tiên, cho dù là trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng làm ra mấy chuyện ngu xuẩn này. Bằng hữu, ngươi làm như vậy là có ý gì? Dù sao nam nhân mặc cẩm bào cũng là thần quân, mắt thấy thuộc hạ của mình bị làm nhục như vậy, nhất định không thể làm như không thấy, khí thế lập tức toát ra, bao phủ phạm vi gần trăm dặm, bổn quân chưa từng đắc tội với ngươi, ngươi lại ra tay với thuộc hạ của ta nặng như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đã đắc tội với ta, nếu không ta tìm ngươi làm gì? A, à, chuyện khi nào thế? Tại sao ta lại không biết? Nam nhân mặc cẩm bào không khỏi mờ mịt, nếu ta nhớ không lầm, chúng ta chưa từng gặp mặt nhau mới đúng chứ? Lúc này, Phù Diêu tiên tử cũng từ trên lưng Linh Hạc nhảy xuống, vừa rồi, con Trường Lô Cốt Long này của ngươi quét chúng Linh Hạc, thiếu chút nữa khiến chúng ta rớt xuống mê uyên rồi. A, à, vị tiên tử này, tại sao ta thấy ngươi quen mặt quá? Nam nhân mặc cẩm bào nhìn thấy Phù Diêu tiên tử, lực chú ý lập tức bị thu hút, hoàn toàn không nghe được lời nàng nói, có phải chúng ta đã từng gặp qua hay không? Hoặc quen biết ở chỗ nào đó? Hạ Thiên khó chịu nói, nàng là nữ nhân của ta. Tên mập kia, nếu ngươi còn dùng loại ánh mắt đó để nhìn nàng, ta sẽ đánh ngươi thành mập chết bầm. Gì, vợ của ngươi? Nam nhân mặc cẩm bào lập tức thu lại ánh mắt, lắc đầu cảm thán, vậy thì đáng tiếc quá. Mặc dù Chu Cửu Thần ta háo sắc như mạng, nhưng ta có một tính cách không thể chỉ trích, đó chính là tuyệt đối không động tam tư với nữ nhân của người khác. Nếu ngươi dám động tâm tư, bây giờ ngươi đã chết rồi. Hạ Thiên cười nói, bằng hữu, ngươi ngược lại rất cuồng. Chu Cửu Thần cũng không ngại Hạ Thiên mạo phạm, lập tức nói, về phần chuyện mà ngươi nói, ta nhận. Trường Lô Cốt Long thường xuyên vô tình gây họa, Chu Cửu Thần ta ở đây bồi tội với các ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Chu Cửu Thần vô cùng dứt khoát, cũng nhịn không được mà xem trọng hắn một chút, mập, thái độ của ngươi cũng không tệ lắm. Ít nhất không giống mấy tên ngốc khác, chết cũng không nhận sai,
lại còn muốn gây phiền phức cho ta. Sai chính là sai, có cái gì không thể nhận? Chu Cửu Thần nói, ngay cả dũng khí nhận sai cũng không có, tính là đại trượng phu gì chứ? Hạ Thiên gật đầu, tuy nhiên, cho dù ngươi nhận sai, ta vẫn muốn đánh ngươi, bởi vì vừa nãy ta có nói muốn đánh ngươi. Vậy thì tới đi, Chu Cửu Thần cũng không một chút tức giận, chỉ vẫy lui thị nữ của hắn cũng như thị vệ, ngươi cứ việc đánh, bổn quân tuyệt không hoàn thủ. Hạ Thiên nói, cho dù ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không lưu tình. Không cần lưu tình, Chu Cửu Thần cười ha hả, chút sai lầm đó của ta, hẳn cũng không đến nỗi tội đáng chết chứ. Đương nhiên không đến mức đó rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, con người của ta thích nhất là nói đạo lý, lúc nào cũng lấy lý phục người cả. Chu Cửu Thần thả lỏng, cười nói, vậy thì đến, a. À. Lời còn chưa nói xong, nắm đấm của Hạ Thiên đã đấm vào mặt của hắn. Bành! Chu Cửu Thần chỉ cảm thấy giống như có một thiên thạch đập trúng mình, sức mạnh mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn cảm giác cả gương mặt của mình, không, cả cơ thể như muốn bị nổ nát. Quân thượng, đám thần tướng và thị vệ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Phương Tăng Ngọc cũng che kín miệng, thầm nghĩ tân chủ nhân của mình hơi làm ẩu rồi. Nơi này chính là Liên Minh Tu Tiên đấy. Hắn không phải vừa mới đến Liên Minh Tu Tiên sao? Tại sao hắn lại liên tiếp ra tay với thần quân? Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết? Đa tạ bằng hữu đã hạ thủ lưu tình. Chu Cửu Thần chỉ đau một lát, rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Hắn biết đối phương đã thu lực, vì thế hắn mới nói tiếng cảm ơn. Về sau hai vị chính là bằng hữu của Chu Cửu Thần ta, chúng ta đúng là không đánh không quen biết. Hạ Thiên nhếch miệng, muốn làm bạn của ta, còn phải xem ngươi có đủ tư cách hay không. Ta nói thế nào cũng là thần quân, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ tư cách? Gương mặt Chu Cửu Thần hiện lên sự kinh ngạc. Thần quân là gì chứ? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tùy ý nói, ta đã xử lý qua hai thần quân rồi. Thần tướng áo bào đỏ nhìn không được cười nhạo, ha ha, ngươi đang khoa trương à? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ta xưa nay không có khoác lác. Hạ Thiên vân đạm phong khinh nói, ta là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông. Thiên trong vô địch thiên hạ. Mặc kệ là ở trái đất hay là ở đây, ta đều là vô địch thiên hạ. Chu Cửu Thần tất nhiên không tin Hạ Thiên, nhưng nghĩ đến tiểu tử này dám ra tay với hắn, ít nhất cũng nói kẻ này xác thực có bản lãnh để cuồng vọng. Các ngươi không cần hoài nghi, hắn nói là sự thật đấy. Phù Diêu tiên tử nhẹ giọng giải thích, hai thần quân chết trong tay hắn, một là Võ La thần quân, hai là Bạch Hạc thần quân. Chu Cửu Thần giật mình. Biểu hiện chấn động, không khỏi đánh giá Hạ Thiên, Võ La thần quân là do ngươi giết. Là ta giết, Hạ Thiên gật đầu. Chu Cửu Thần hỏi, ngươi có biết hắn có quan hệ gì với ta không? Hắn có quan hệ gì với ngươi thì liên quan gì đến ta? Hạ Thiên nhếch miệng, ta muốn giết thì giết, ngươi có ý kiến? Phương Tăng Ngọc nghe xong, chỉ muốn hít thở không thông. Tại sao chủ nhân mới này lại ngu xuẩn đến như vậy? Từ suy đoán của Chu Cửu Thần, hắn và Võ La thần quân rất có thể là bạn bè có giao tình rất sâu. Lúc này ngươi nên rũ sạch liên quan, vì sao lại đi khiêu khích chứ? Mặt Chu Cửu Thần bỗng dưng trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, lấy kiếm của ta đến đây. Lấy kiếm của ta đến đây. Chu Cửu Thần thấy không có ai động đậy, một lần nữa nổi giận quát, điếc hết rồi sao? Vị thần tướng áo bào đỏ hưng phấn vô cùng, quay người tiến vào cung điện. Rất nhanh đã khiêng ra một thanh cự kiếm thuần màu trắng nặng đến vạn cân. Bên trên lưng rồng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Phương Tăng Ngọc cũng hãi hùng khiếp vía, cảm giác có chút không ổn, do dự không biết có nên giúp Hạ Thiên hay không, hay là thừa dịp còn chưa đánh nhau, cưỡi linh hạc trực tiếp lên đường, tránh để liên lụy. Ta hỏi ngươi lần cuối, có phải ngươi giết Võ La thần quân hay không? Chu Cửu Thần chụp đến. Nắm chặt thanh cự kiếm trong lòng bàn tay. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, ba phần sát khí lẫm liệt đã lao ra, khiến người ta không được tự nhiên. Thậm chí người có tu vi hơi yếu, ví dụ như đám vũ nữ và Phương Tăng Ngọc đã bắt đầu nôn khan, tim cũng không ức chế được mà đập loạn lên. Hạ Thiên vẫn giữ thái độ hờ hững, chỉ giết một thằng ngu thôi mà, có gì to tát đâu. Đúng là không có gì to tát, Phù Diêu tiên tử ung dung nói. Vừa mới đến nghênh thiên đài, hắn còn giết Bạch Hạc thần quân nữa kìa.
Chu Cửu Thần nghe xong, lúc này đã xác định, liền cười to tốt, rất tốt. Ngươi muốn báo thù cho hắn? Phù Diêu tiên tử thuận miệng hỏi. Chu Cửu Thần bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một luồng quang hoa như thác nước đổ xuống. Phù Diêu tiên tử bước nhẹ hai bước ngăn trước mặt Hạ Thiên. Lập tức, Chu Cửu Thần quỳ một gối xuống, thanh kiếm quét ngang, hai tay nâng lên, cất cao giọng nói, hôm nay, ta sẽ tặng thanh kiếm này cho Hạ công tử, ta mong ngươi hãy nhận lấy. Ngươi làm cái gì vậy? Phù Diêu tiên tử không khỏi nghi hoặc một chút, nàng còn tưởng rằng người này định liều mạng với Hạ Thiên chứ. Phương Tăng Ngọc cũng âm thầm thở phào một hơi, hù chết người ta mà, lại còn tưởng rằng muốn đánh nhau nữa chứ. Kiếm này có tên là Hoa Khuyết, là thanh kiếm của một người bạn thân của ta. Chu Cửu Thần khẽ vuốt thân kiếm, nàng ấy chết dưới tay Võ La Thần Quân, ta đã từng phát lời thề độc, nếu ai thay ta giết Võ La Thần Quân, ta sẽ tặng thanh kiếm này cho người đó. Khoan đã, Hạ Thiên nghe được một điểm không hợp lý, bạn của ngươi chết dưới tay Võ La Thần Quân, ngươi nên phát thề độc nhất định phải báo thù, tại sao lại phát thề độc người khác báo thù cho ngươi chứ? Chu Cửu Thần cười gượng hai tiếng, thật ra, ta muốn giết Võ La Thần Quân cũng không khó, nhưng ta không thể trêu vào người sau lưng hắn. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ chọc đến họa diệt môn. Không đáng. Hạ Thiên có chút khinh thường nói, gã mập ngươi ngược lại rất thông minh, để người khác thay bạn ngươi báo thù, ngươi chỉ cần tặng thanh kiếm là được. Cũng không còn cách nào, ta cũng là người trọng tình trọng nghĩa, cũng không thể để bạn của mình chết không yên dưới cửu tuyền. Chu Cửu Thần tuyệt không cảm thấy cách làm này của mình có vấn đề, nhưng ta cũng không thể vì báo thù mà góp toàn bộ gia tộc, tông môn vào. Nếu ngươi cảm thấy tạ lễ này không đủ, ta có thể chuyển tất cả tài sản của ta cho ngươi luôn. Được rồi, ta chẳng có hứng thú với tài sản gì cả. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói. Hạ Bằng Hữu, ngươi đúng là tốt bụng. Chu Cửu Thần cũng không nói thêm gì nữa, quay sang quát lớn với thủ hạ, còn không mau chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, ta muốn cùng với Hạ Bằng Hữu không say không về. Hạ Thiên vẫn lắc đầu như cũ, ta không có hứng thú uống rượu với nam. Ta và vợ Phù Diêu còn có việc phải hoàn thành. Ngươi là Phù Diêu tiên tử. Chu Cửu Thần nghe Hạ Thiên nhắc đến hai chữ Phù Diêu, lập tức liên tưởng đến một người. Phù Diêu tiên tử thản nhiên nói, không sai, ta chính là Phù Diêu tiên tử Tần Sơ Tuyết. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nói đến, ngươi chính là thần tượng của ta, cũng là đại tiền bối của ta. Ánh mắt Chu Cửu Thần lộ ra sự sùng kính, sau đó nói, từ nhỏ ta đã nghe sự tích của ngươi. Nếu không phải ngươi bị giáng chức, ngươi còn sống. Nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng ở chỗ nào đó. Một vạn năm trước, Phù Diêu tiên tử bị một vị đại trưởng lão biếm đến tiên khí chi địa. Theo lý, bây giờ nàng đã chết rồi mới đúng chứ. Tại sao lại có thể xuất hiện ở liên minh tu tiên? Hạ Thiên tung chân đá Chu Cửu Thần một cước, tên mập chết bầm này, ngươi muốn ăn đòn. Ngươi dám rủa vợ của ta. Thật ngại quá, là lỗi của ta. Chu Cửu Thần lập tức tát cho mình hai cái, cưỡng chế sự nghi hoặc trong lòng, cười khan, Phù Diêu tiên tử là kỳ tài thiên phú vạn năm khó gặp của liên minh tu tiên chúng ta, đương nhiên sẽ không chết ở cái nơi tiên khí chi địa đó, có thể đông sơn tái khởi cũng là chuyện bình thường. Phù Diêu tiên tử cũng lười giải thích nhiều, bởi vì có giải thích cũng không có tác dụng, lại còn nói chuyện của Hạ Thiên gia, hoàn toàn không cần thiết. Chu Cửu Thần mỉm cười xấu hổ, đẩy thanh kiếm về phía Hạ Thiên, người nhất định phải nhận lấy thanh kiếm. Bằng không, ta thật có lỗi với bản thân của mình trên trời. Hạ Thiên nói, ta không sử dụng kiếm, cũng không có hứng thú đối với kiếm. Thế ngươi sử dụng binh khí gì? Chu Cửu Thần vội vàng hỏi, ta có cả một bảo khố. Tiên khí thì không dám nói, nhưng thần binh đỉnh cấp thì vẫn phải có. Giữa ngón tay của Hạ Thiên lộ ra ngân châm, ta dùng chính là cái này. Đây là, ngân châm. Chu Cửu Thần ngẩn cả người, ánh mắt không tự chủ được hiện lên sự khinh thường. Ngân châm thật sự quá bình thường. Thế thì dùng như thế nào chứ? Hạ Bằng Hữu, khả năng ngươi không rõ tình huống nơi này. Hành tẩu ở liên minh tu tiên, nếu ngươi không có một thanh thần binh lợi khí, ngươi sẽ không trụ được. Hạ Thiên cũng không thèm quan tâm cái nhìn của người khác. Lợi hại chính là người chứ không phải thần binh lợi khí. Được thôi, Chu Cửu Thần không phản bác được. Kiếm đưa cho ta, Phù Diêu tiên tử bỗng nhiên lên tiếng,
vừa lúc ta còn thiếu một binh khí. Chu Cửu Thần vui mừng quá đỗi, vội vàng đưa thanh kiếm đến, kiếm này có thể được Phù Diêu tiên tử sử dụng, đó chính là phúc khí của nó, cũng là phúc khí của người bạn đã chết của ta. Phù Diêu tiên tử nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung một cái, kiếm liền nhỏ đi vài vòng, dài khoảng 6 thước 6, là một thanh trường kiếm màu trắng mỏng nhẹ. Bạn của ngươi là nam hay nữ? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Tất nhiên là nữ rồi. Nàng ấy là Khiếu Hoa Thiên Huyễn, đoạt được phong hào Bách Hoa Tiên Tử ở bàn đào tiên hội năm đó. Chu Cửu Thần chậm rãi nói, trong bàn đào tiên hội lần trước, nàng quen biết với Võ La Thần Quân. Nàng tưởng rằng mình đã gặp được Lương Phối, thật ra đã rơi vào ma chướng, cuối cùng chẳng những nàng bị Võ La Thần Quân bức chết, lại còn liên lụy đến tất cả người trong gia tộc, tông môn của nàng, đều bị tên súc sinh kia lấy hết linh uẩn, biến thành phàm nhân. Đúng là hành vi của súc sinh, ánh mắt đẹp của Phù Diêu tiên tử hiện lên sự chán ghét. Bởi vì lúc trước nàng từng bị người nào đó bắt ép, không thể không bị giáng chức đến tiên khí chi địa. Hạ Thiên nhìn ra được tâm trạng của Phù Diêu tiên tử, lập tức nói, vợ Phù Diêu, nàng yên tâm đi, chờ đến quê hương của nàng, chúng ta sẽ tìm tên ngu ngốc đã hại nàng năm đó, báo thù cho nàng. Phù Diêu tiên tử biết tính tình của Hạ Thiên, vội trấn an, đến thăm tộc nhân của ta trước rồi hãy nói, chuyện báo thù không vội. Hẳn các ngươi muốn đến Phù Diêu giới. Chu Cửu Thần nghe hai người nói chuyện, liền hỏi, ta khuyên hai vị đừng đến đó. Hạ Thiên hỏi ngược lại, chúng ta đi hay không liên quan gì đến ngươi? Tất nhiên là không liên quan rồi. Chu Cửu Thần xấu hổ cười một tiếng, nhưng rất nhanh đã giải thích, nhưng Phù Diêu giới đã sớm bị hội trưởng lão giao cho người khác. Nếu hai vị tùy ý xâm nhập, chỉ sợ sẽ tạo nên tranh đấu không cần thiết. Đến lúc đó hội trưởng lão sẽ tham gia vào. Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hội trưởng lão? Ai dám chiếm địa bàn của vợ ta, ta trực tiếp xử lý hắn. Tuy là nói như vậy, nhưng ta thật sự không đề nghị các ngươi đến Phù Giao giới bây giờ. Chu Cửu Thần phát hiện Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử đều lặng yên nhìn mình, liền nói tiếp, bởi vì các ngươi nên đến một chỗ khác trước để xem. Chỗ nào? Phù Diêu tiên tử hỏi. Chu Cửu Thần đáp, dẫn kiếp thần cung. Đó là cái nơi rách nát nào vậy? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Phù Diêu tiên tử ngược lại biết nơi này, liền giải thích, đó là nơi mà liên minh tu tiên dùng để độ kiếp. Hạ Thiên lười biếng nói, này, tên mập chết bầm, người bảo chúng ta đến đó để làm gì? Thịt mỡ trên mặt Chu Cửu Thần run lên, biểu đạt sự bất mãn, Hạ Bằng Hữu, người có thể gọi ta là mập, nhưng đừng thêm chữ chết được không? Vậy thì mập xấu xí. Hạ Thiên là người rất biết nghe lời. Chu Cửu Thần bó tay, một lát sau mới lên tiếng, thôi mập chết bầm đi, ta cảm thấy cái tên đó hay hơn. Ngươi còn chưa nói vì sao lại bảo chúng ta đến cái nơi rách nát đó. Hạ Thiên đá vào cái mông đầy mỡ của Chu Cửu Thần, nếu không giải thích cho rõ ràng, bây giờ ta có thể cho ngươi đi độ kiếp đấy. Chu Cửu Thần giật mình, vội vàng lướt ngang hai ba bước tránh đi bàn chân của Hạ Thiên. Bởi vì mấy ngày nay có người dự định độ kiếp ở đó. Hạ Thiên nhếch miệng, điều này có liên quan gì đến chúng ta? Người độ kiếp có tên là Thiên Quỷ Vương, Phù Diêu giới là hội trưởng lão phân cho hắn. Chu Cửu Thần nói, hắn bắt tất cả phân thần kỳ trở lên của Phù Diêu giới đến dẫn kiếp thần cung sung làm kiếp nô của hắn, dùng để chia bớt thiên kiếp chi uy. Hắn dám, ánh mắt Phù Diêu tiên tử sáng lên ngọn lửa phẫn nộ, hàm răng nghiến chặt. Hạ Thiên lập tức quát với Chu Cửu Thần, vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bảo con cá trạch của ngươi bay về phía thần cung gì đó đi. Ta vốn muốn đến đó xem độ kiếp, Chu Cửu Thần có chút vô tội nói, là các ngươi cản ta lại. Bớt nói nhảm đi, Hạ Thiên trừng mắt nhìn hắn, muốn ăn đòn đúng không, tên mập chết bầm. Chu Cửu Thần đành phải thét ra lệnh trường lô cốt long tăng thêm tốc độ bay về phía dẫn kiếp thần cung. Về phần linh hạc. Nó cũng đã đậu trên lưng rồng. Tốc độ của nó so với cốt long vẫn còn thua một mảng lớn. Qua hai canh giờ, tốc độ của trường lô cốt long lập tức chậm lại. Một tinh cầu cực lớn xuất hiện trước mặt đám người Hạ Thiên. Mặt ngoài tinh cầu mấp mô nhưng quanh thân lại phát ra ánh sáng vàng đen, khiến cho người ta có một cảm giác bị ức chế khó hiểu. Dẫn kiếp thần cung, người rảnh rỗi miễn tiến vào. Không bao lâu sau, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Nếu đến xem độ kiếp, mời báo danh húy,
đăng ký vào danh sách. Ta, Thiên Bồng Thần Quân dẫn hai người bạn đến xem độ kiếp. Chu Cửu Thần đứng trên đỉnh đầu trường lô cốt long, cao giọng đáp. Lập tức, một vệt thần quang bao phủ Chu Cửu Thần, sau đó quét qua con cốt long và người trên lưng nó một vòng. A! À, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Có tà ma ngoại vực xâm nhập, mời đại hộ pháp nhanh chóng đánh giết. Tiếp theo, toàn bộ tinh cầu phát ra sự chấn động kịch liệt. Hố sâu lớn nhất bên trên tinh cầu bỗng dưng ngưng tụ một luồng thần quang to lớn, sau đó phun vào trường lô cốt long đối diện. Thần quang oanh lâm. Một dòng điện vô cùng cường đại lao qua tất cả mọi người bên trên hai con linh thú. Tuy nhiên, sau khi thần quang tiêu tán, không có bất cứ người nào bị thương. Chuyện gì xảy ra vậy? Một gương mặt vô cùng to lớn bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, tràn đầy nghi ngờ, ta rõ ràng cảm nhận được sát khí, còn có huyết tinh, vì sao thần quang lại không tiêu diệt tà ma? Đây là thứ đồ gì vậy? Hạ Thiên nhìn gương mặt to lớn kia, bĩu môi nói một câu, dáng dấp quá tệ. Bù, Chu Cửu Thần giật mình, vội vàng ra hiệu Hạ Thiên im lặng, ca ca của ta, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe được. Người này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Phù Diêu tiên tử ngược lại có chút ấn tượng đối với gương mặt khổng lồ kia, người này hẳn là khôi thủ tộc, là yêu tộc sinh trưởng ở Bắc Vực Liên Minh. Bọn họ chỉ có cái đầu, nhưng thần thức lại cao hơn tu tiên giả ngang bằng đến mấy cấp. Cho nên bọn họ thường được phong làm chấn giới vệ sĩ của giới vực. Hạ Thiên một câu nói toạc móng heo, nói cho dễ nghe chính là đại gia canh cổng chứ sao. Hạ công tử, ngàn vạn lần ngươi nhỏ giọng chút. Phương Tăng Ngọc nghe xong, không khỏi hãi hùng khiếp phía, vội lo lắng nhắc nhở, hắn là một trong 6 vị chấp sự của hội trưởng lão. Địa vị chỉ thua 3 vị đại trưởng lão mà thôi. Bất luận thực lực hay là thế lực đều không thể khinh thường. Nếu bị hắn ghi hận, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn lắm. Có phiền phức gì chứ? Hạ Thiên vẫn khinh thường nói, cùng lắm thì trực tiếp xử lý hắn. Phương Tăng Ngọc không phản bác được. Bây giờ nàng hoài nghi không biết mình lựa chọn đi theo Hạ Thiên có phải là một quyết định đúng hay không. Việc này cứ giao cho ta xử lý, các ngươi đừng nói chuyện nữa. Chu Cửu Thần quay sang dặn dò đám người Hạ Thiên vài câu, sau đó mỉm cười nói với gương mặt khổng lồ kia, khôi thủ trưởng lão, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tại sao ta lại đi làm bạn với ta ma được chứ? Ngươi hẳn còn nhớ sư phụ cực tinh tiên ông của ta chứ? Ta nhận ra ngươi. Ánh mắt khôi thủ trưởng lão giống như phun lửa, lạnh lùng nói với Chu Cửu Thần, những người đằng sau ngươi dính mùi máu tanh rất nồng trên người, còn có oán khí của tu tiên giả, rất có thể cách đây không lâu đã ngược sát đồng đạo liên minh. Trên người Chu Cửu Thần xuất mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới nhớ đến, trước đó Phù Diêu tiên tử đã đề cập đến việc Hạ Thiên vừa đến nghênh tiên đài đã giết chết Bạch Hạc thần quân. Tuyệt đối không thể nào. Chu Cửu Thần vẫn kiên trì đáp lại. Bất kể nói như thế nào, một lần nữa. Khôi thủ trưởng lão hiển nhiên càng tin tưởng hơn phán đoán của mình, một lần nữa gọi lên thần quang phun tới trường lô cốt long. Tất cả mọi người đều bị thần quang bao phủ. Mặt Hạ Thiên vẫn không thay đổi, đưa tay cảm nhận luồng thần quang này, sau đó nhếch miệng khinh thường. Phù Diêu tiên tử vẫn lạnh lùng, nàng hiển nhiên biết loại thần quang này dùng để làm gì, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý. Phương Tăng Ngọc khẩn trương đến mức toàn thân phát run, sợ sơ ý một chút sẽ bị thần quang oanh sát. Tuy nhiên, vẫn không có dị dạng phát sinh. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai rồi? Gương mặt khổng lồ kia do dự một chút, vẫn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt liếc qua liếc lại đám người trên lưng rồng. Không đúng, thần trí của ta cảm ứng không sai, hẳn là tà ma ẩn nấp rất tốt. Mở ra thần quang giai đoạn 2, lại một lần nữa. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn. Này, cái tên quái dị mặt to kia, người có thôi đi không? Khôi thủ trưởng lão hơi ngẩn ra, sau đó bên trên gương mặt to lớn hiện lên sự khó tin, người gọi ta là gì? Tên quái dị mặt to, gọi vậy có gì sai sao? Hạ Thiên nhếch miệng, dáng dấp của ngươi xác thực rất xấu, lại còn có một cái mặt như bánh nướng nữa chứ? Làm càn! Gương mặt khổng lồ kia nhíu mày một cái, trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Lớn tiếng quát, ta là khôi thủ hộ giới của dẫn kiếp thần cung, cũng là một trong 6 vị chấp sự của hội trưởng lão, người dám bất kính đối với ta như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng quan tâm ngươi là khôi thủ hộ giới hay là đầu chó hộ giới. Bây giờ ngươi tránh ra cho ta,
đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Khôi thủ trưởng lão giận tím mặt, cho đến bây giờ, hắn chưa từng bị người ta khinh thường như vậy. Hắn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người họ gì tên gì? Là đệ tử của môn phái nào? Có dám báo sư thừa hay không? Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên nhếch miệng, về phần môn phái, ta không cần. Vậy ngươi chính là tu sĩ vực ngoại vừa mới đến liên minh. Khôi thủ trưởng lão đột nhiên cười nhạo một tiếng, có chút khinh thường nói, tiện tu nho nhỏ, có thể đến được đây cũng coi như vận mệnh của ngươi, nhưng vì sao ngươi lại không hiểu quy củ đến như vậy? Hạ Thiên xác thực không biết, liền hỏi, quy củ gì? Tán tu từ vực ngoại đến, trước phải đăng ký danh sách ở Nghênh Tiên Đài gia nhập tông môn bản thổ, thu được minh bài bổn mệnh, sau đó mới có thể đi lại xung quanh được. Khôi thủ trưởng lão vẫn tức giận, nếu không đăng ký đã đi lung tung, cứ căn cứ theo tà ma mà luận xử. Vợ Phù Diêu, liên minh tu tiên có quy củ này sao? Hạ Thiên quay sang hỏi Phù Diêu tiên tử. Phù Diêu tiên tử sửng sốt, nàng thật sự không biết có quy củ như vậy, bởi vì nàng vốn là dân bản địa của liên minh tu tiên, tất nhiên chưa từng tiếp xúc với chuyện này. Hạ công tử, xác thực có quy củ này. Phương Tăng Ngọc gật đầu nói. Ánh mắt Chu Cửu Thần như muốn rớt xuống, không phải chứ, Hạ Thiên, ngươi không có minh bài bổn mệnh. Chẳng lẽ Nghênh Tiên sứ của Nghênh Tiên Đài không nói với ngươi sao? Vừa đến đã có thằng ngu tìm chết, Hạ Thiên hờ hững nói, sau đó, con cá trạch của ngươi đụng linh hạc của ta, không rảnh phản ứng đám Nghênh Tiên sứ khác. Chu Cửu Thần, nếu không có minh bài bổn mệnh, cũng chỉ có thể lấy tà ma mà luận xử. Gương mặt khôi thủ trưởng lão lộ ra vẻ đắc ý. Hắn nhe răng cười, hàng ma thần quang nhị giai khởi động, oanh sát kẻ này ngay tại chỗ cho ta. Khôi thủ trưởng lão, người bớt giận trước, Chu Cửu Thần không thể để thân phận của Hạ Thiên bị định thành tà ma. Nói như vậy sẽ liên lụy đến hắn, bọn họ chỉ vừa mới đến liên minh tu tiên, còn chưa hiểu rõ quy củ nơi này, nhưng ta có thể cam đoan tuyệt đối bọn họ không phải tà ma. Người cam đoan, người lấy gì cam đoan? Khôi thủ trưởng lão một chút mặt mũi cũng không cho. Lạnh giọng nói, không có minh bài bản mệnh, đó chính là tà ma. Đây chính là tiên luật của liên minh, bất kỳ người nào cũng không được vi phạm, cũng tuyệt đối không có chỗ trống để dàn xếp. Hạ Thiên nhận được lời mời của Vấn Thiên Chí Tôn mới đến liên minh tu tiên, làm sao có thể là tà ma được chứ? Chu Cửu Thần cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười giải thích. Trên đường đi, Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử cũng đã nói cho Chu Cửu Thần nghe một ít chuyện. Trong đó có chuyện bọn họ nhận được lời mời của Vấn Thiên Đạo Nhân. Tu tiên giả vực ngoại, làm sao có thể quen biết với Vấn Thiên Chí Tôn, rõ ràng là nhận vơ. Khôi thủ trưởng lão rõ ràng đã hạ quyết tâm muốn gây chuyện với Hạ Thiên, Chu Cửu Thần, người muốn xem độ kiếp thì vào. Nơi này không có chuyện của ngươi. Con ngươi Chu Cửu Thần đảo một vòng, lập tức nghĩ đến một ý kiến, như vậy đi, bây giờ ta thay mặt sư phụ ta nhận hắn vào Cực Tinh Tông. Minh bài bổn mệnh cũng có thể chế tác ngay bây giờ. Tên mập chết bầm, người muốn chiếm tiện nghi của ta. Hạ Thiên nhếch miệng, sư phụ ngươi không có tư cách thu ta làm đồ đệ. Hạ Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải thay sư phụ thu đồ. Chu Cửu Thần vội vàng giải thích, chỉ là theo quy củ của liên minh, ta thay sư phụ thu, không, mời ngươi làm khách khanh của Cực Tinh Tông ta. Tiếp theo, hắn quay đầu nói với thần tướng áo đỏ, Phá Quân. Mau đi lấy minh bài đến đây. Thần tướng áo bào đỏ do dự một chút rồi quay người vào trong cung điện, rất nhanh lấy ra một ngọc bài lớn chừng bàn tay. Hạ Thiên, nhanh, người mau rót thần thức vào trong minh bài này đi. Chu Cửu Thần nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, ta sẽ dùng thúc hồn cấm chú phong, về sau ngươi chính là người của Cực Tinh Tông. Lúc này, Phù Diêu tiên tử nói, để thuận tiện, chàng đồng ý đi. Nếu bây giờ phát sinh xung đột, ta cũng không tiện giải cứu tộc nhân của ta. Từ trước đến nay Hạ Thiên luôn nghe lời nữ nhân của mình. Hắn lập tức rót một sợi thần thức vào trong ngọc bài. Chu Cửu Thần không khỏi vui mừng, miệng lẩm bẩm, lập tức lấy ra một lá bùa màu tím dán lên ngọc bài. Rất nhanh, lá bùa màu tím dung nhập vào bên trong ngọc bài. Ngọc bài lập tức phát sinh thay đổi, từ hình vuông biến thành hình tròn, hoa văn phức tạp, hình dạng có chút cổ xưa. Xong rồi, Chu Cửu Thần đưa ngọc bài cho Hạ Thiên, đây chính là minh bài bổn mệnh của ngươi. Có nó,
ngươi có thể đi bất kỳ nơi nào trong liên minh, không ai ngăn cản được ngươi. Khi nói, ánh mắt của hắn rõ ràng liếc nhìn gương mặt khổng lồ giữa không trung. Ngươi, tốt, rất tốt, Cực Tinh Tông, bổn trưởng lão nhớ kỹ. Sắc mặt Khôi Thủ trưởng lão cực kỳ khó coi, nhất thời cũng không tiện nói thêm gì nữa, bởi vì Chu Cửu Thần là thần quân, xác thực có tư cách chế tác minh bài bổn mệnh cho người khác. Lúc này, giới môn từ từ mở ra. Các ngươi vào đi, Khôi Thủ trưởng lão cũng không mượn đề tài nói chuyện của mình, nhưng cơn giận trong lòng vẫn khó tiêu, đành phải lạnh lùng nói, tuy nhiên, trừ ba người các ngươi ra, tất cả những người khác và linh thú đều phải chờ bên ngoài. Chu Cửu Thần cười nhạt, dặn dò thần tướng áo đỏ, Phá Quân, ngươi ở đây trông coi. Ta và Hạ Thiên, còn có Tần Tiên Tử đi một lát sẽ quay lại. Ngươi cũng ở lại đây đi. Phù Diêu Tiên Tử quay sang dặn dò Phương Tăng Ngọc, cẩn thận tên trưởng lão này, đồng thời canh chừng nơi này kỹ một chút, ghi nhớ tất cả những người vãng lai nơi này cho ta. Phương Tăng Ngọc ngẩn người, không biết Phù Diêu Tiên Tử muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu. Là thị tì. Nàng đã sớm hiểu rõ một quy luật thép trong đầu, đó chính là tuyệt không nên hỏi, tuyệt đối đừng hỏi. Rất nhanh, ba người Hạ Thiên đã rơi xuống trường lô cốt long, đạp không mà đi, chậm rãi tiến vào bên trong. Bên trong đại điện của dẫn kiếp thần cung đã tập trung không ít người, chia làm ba phe. Người trong đó có thành viên của hội trưởng lão, tất nhiên đều tập trung cùng một chỗ, đứng ở vị trí chính giữa nhất của đại điện, còn có bình phong che mắt người khác. Còn hai đám người khác phân biệt hai bên trái phải. Ba người Hạ Thiên vừa đến, hai đám người kia liền đưa mắt nhìn lại. Một nam nhân mặc áo bào trắng gương mặt âm nhu liếc mắt nhìn Chu Cửu Thần, không khỏi trào phúng, chậc chậc chậc, tại sao con lợn béo đáng chết ngươi còn có mặt mũi đến đây? Lại còn mang theo hai phế vật, Cực Tinh Tông các ngươi muốn có kiếp lực đến điên rồi sao? Ngươi nói cái gì? Chu Cửu Thần nghe xong, đương nhiên giận không kềm được, ma ha tử. Cái miệng tiện của ngươi, ngươi có tin bây giờ ra ra ngươi phế bỏ ngươi hay không? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Nam nhân âm nhu khẽ búng ngón tay mảnh khảnh, cười lạnh nói, trong thập đại thần quân, cũng chỉ có một mình tên phế vật ngươi không dám độ thiên kiếp dù chỉ một lần. Kiếp lực của ngươi vẫn là do sư phụ ngươi ban cho, đúng là làm mất hết mặt mũi thần quân. Liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt Chu Cửu Thần không đổi, lười tranh luận với người kia. Người ngồi bên cạnh nam nhân âm nhu cười nói, ha ha, heo chết tiệt, người sợ sao? Mấy người khác cũng khinh miệt phụ họa, một tên ngớ ngẩn không dám độ kiếp, chẳng lẽ còn dám tranh luận với chúng ta sao? Cũng may nội tình sư phụ hắn thâm hậu, bằng không, sớm muộn gì cũng bị hắn kéo chết. Ta thấy không phải sư phụ mà là cha ruột đấy. Ha 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 ha. Chu Cửu Thần nghe được mấy lời chào phúng, sắc mặt không khỏi tái xanh. Há mồm định nói cái gì đó nhưng vẫn vô thức mím chặt miệng. Qua một hồi lâu, hắn mới nói với Hạ Thiên và Phù Diêu Tiên Tử, chúng ta qua bên kia đi, đừng đứng chung với đám người bẩn thỉu này. Tuy nhiên, Hạ Thiên thì không như vậy. Này, tên gà mái kia, ngươi vừa mới nói ai là phế vật. Hạ Thiên khó chịu trừng mắt với nam nhân âm nhu. Ma Ha Tử thấy Chu Cửu Thần không bị trêu tức, mất hết cả hứng. Nhưng không nghĩ đến tùy tùng sau lưng Chu Cửu Thần lại dám nói hắn như vậy. Mặc kệ là bắt nạt hay trêu chọc, đối phương phải mạnh miệng phản ứng lại thì mới có tính khiêu khích, mới thú vị được. Hạ Thiên, đừng! Chu Cửu Thần giật mình, vội vàng kéo Hạ Thiên lại. Ha ha, chính chủ không dám cãi lại, một tên tùy tùng như ngươi lại giật ngược lên thế. Khóe miệng Ma Ha Tử nhếch lên, gương mặt hiện lên sự mỉa mai. Ngay cả Chu Mập cũng không dám nói lại ta nửa câu, ngươi là thứ gì? Cùng lúc đó, tại một bên khác trong chính điện, một số trưởng lão đến xem độ kiếp vừa lúc đang có chút chán nản, tự nhiên nhìn thấy được tình huống bên ngoài. Tuy nói bình phong đã tạo thành một kết giới khá yên tĩnh, nhưng tu vi của mấy vị trưởng lão đều cao thâm, thần thức đương nhiên sẽ không bị tấm bình phong hạn chế quá lớn. Một vị trưởng lão râu dài chấm đất cười nhạo một tiếng, Cực Tinh Thiên Ông. Đồ đệ béo của ngươi dường như lại bị khi dễ nữa rồi kìa. Cực Tinh Thiên Ông nhìn thấy, quả nhiên cảm thấy không vui, liền nói với Đại Hòa Thượng, Long Tượng Thượng Sư, đệ tử trong môn của các ngươi không khỏi quá bá đạo và ngang ngược rồi. Một Đại Hòa Thượng thân hình cao lớn giống như một bức tượng thần nhẹ giọng cười nói, Cực Tinh Tử, ngươi hơi căng thẳng quá rồi đấy.
ta thấy đây chỉ là bạn bè đùa giỡn, nhìn sao cũng không giống khi dễ, tại sao lại dùng từ bá đạo để nói chứ? Đúng là không tính, cũng đâu có ra tay đánh nhau. Một nữ ni mỉm cười phụ họa, không ai ra tay đánh nhau, chẳng lẽ đồng đạo nói đùa vài câu thì bị xem là khi dễ sao? Nam Hải lão ni, người rõ ràng đang thiên vị đại hòa thượng đấy. Cực Tinh Tiên ông tức giận nói, tính cách đồ nhi ta ôn hòa, chưa từng đấu miệng với người khác, cũng chẳng đắc tội với ai, lại vô duyên vô cớ bị ma ha tử khinh thường như vậy, chẳng lẽ đây chính là tu dưỡng của già Long Bảo Sát? Đó là do đồ đệ của ngươi nhu nhược, không có can đảm, là một tên bọc mủ. Long Tượng Thượng Sư cũng lười giả bộ, nếu đồ đệ của ngươi dám phản kháng, cho dù trước mặt mọi người cho ma ha tử một bạt tai, ta cũng có thể lập tức bảo ma ha tử không khi dễ hắn nữa, như thế nào? Cực Tinh Tiên ông trong nháy mắt không phản bác được, ông hiểu rất rõ đồ đệ này của mình, thật ra không phải hắn nhát gan sợ phiền phức mà là hắn biết tông môn mình suy yếu. Nếu không thận trọng từ lời nói đến việc làm, lúc nào cũng có khả năng bị các tông môn khác cho ăn phân. Biểu hiện của những người còn lại đều khác nhau, ngồi đó chờ xem trò hay. Ma ha tử không quan trọng nhưng Long Tượng Thượng Sư thì khác. Chẳng những thế lực khổng lồ, tu vi lại cao hơn bọn họ, rất có thể sẽ trở thành vị trí tôn kế tiếp của liên minh tu tiên. Trước kia, Cực Tinh Tông cũng là một đại môn phái, nhưng mấy vạn năm gần đây không có nổi một độ kiếp kỳ, tất nhiên không thể tránh né được con đường suy yếu. Cuối cùng, ông chỉ có thể rót gần phân nửa tu vi của mình vào cơ thể Chu Cửu Thần, mới miễn cưỡng tăng hắn lên độ kiếp kỳ. Loại độ kiếp kỳ này tất nhiên không có ý nghĩa, cứ cách một khoảng thời gian, Cực Tinh Tiên ông lại phải rót một phần kiếp lực cho Chu Cửu Thần. Đây cũng chính là nguyên nhân Chu Cửu Thần không dám độ kiếp. Căn cơ tu vi của hắn quá nông cạn, đừng nói độ dẫn thiên kiếp, đoán chừng đánh một trận với người khác cũng có thể khiến cho kiếp lực sụp đổ. Thực lực Cực Tinh Tiên ông giảm xuống, địa vị của Cực Tinh Tông trong liên minh tu tiên tự nhiên cũng giảm theo. Địa vị giảm xuống, tất nhiên không có tư cách chọn đệ tử có tư chất. Cho nên, Cực Tinh Tông tuyển chọn tu tiên giả từ vực ngoại đến cũng không có bất kỳ điều kiện gì, đến mức Chu Cửu Thần lúc nào cũng mang theo minh bài trong người. Đám lão già đang có mặt ở đây đều biết rất rõ trong lòng. Cực Tinh Tông một lần nữa ngóc đầu lên lại không phù hợp với lợi ích của bọn họ, nhưng ngại tiên luật của liên minh, bọn họ cũng không trực tiếp ra tay, chỉ có thể dùng đao cùn chậm rãi cắt thịt mà thôi. Chuyện của đám tiểu bối thì cứ giao cho bọn chúng xử lý là xong, chúng ta cần chi phải tức giận chứ? Ánh mắt Long Tượng Thượng Sư hiện lên sự đắc ý, ung dung nói, đừng nói đồ đệ của ngươi, ngay cả hai người mà đồ đệ ngươi mang đến, nếu bọn họ dám ra tay đánh cho ma ha tử một bạt tai, ta cũng nhận, tuyệt không truy cứu. Ha ha, trong toàn bộ liên minh tu tiên, người nào mà không biết Long Tượng Thượng Sư người cực kỳ bao che khuyết điểm. Nam Hải nữ ni cười ha hả, đắc ý nói, đừng nói đệ tử các đại tông môn, đoán chừng là người của hội trưởng lão cũng không có ai dám cho ma ha tử một bạt tai. Long Tượng Thượng Sư cũng tin rằng không có ai có lá gan này. Bằng hữu phế vật tất nhiên cũng là phế vật. Nam Hải nữ ni cười khẽ, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, loại người có tính cách mềm yếu như Chu Mập, làm sao có thể kết giao với bằng hữu có chất lượng cao chứ? Bốp! Bọn họ vừa dứt lời, bên trong đại điện vang lên một cái tát vô cùng thanh thúy. Hạ Thiên một chút cũng không khách sáo, tát thẳng vào mặt ma ha tử. Cái tát này cũng chẳng có gì hoa mỹ, cứ thế mà đánh vào mặt ma ha tử. Phốc! Ma ha tử bất ngờ không kịp đề phòng, há miệng phun ra một ngụm máu. Làn da trắng đến mức có thể nhìn thấu nhanh chóng sưng phồng lên, thậm chí còn có xương vỡ vụn bên trong. Đám nam nữ ngồi chung quanh ma ha tử đều choáng váng, mắt như muốn rơi xuống đất, khó có thể tin được. Đám trưởng lão sau tấm bình phong cũng kinh ngạc không thôi. Thật sự có người ra tay với ma ha tử. Chẳng lẽ người này không biết ma ha tử chính là đệ tử của già Long Bảo Sát sao? Chẳng lẽ người này cũng không biết tính tình của Long Tượng Thượng Sư? Chẳng lẽ, từng suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên trong đầu bọn họ. Muốn chết, Long Tượng Thượng Sư lập tức phản ứng lại, nổi giận quát một tiếng. Khi ông ta chuẩn bị lao ra, Cực Tinh Tiên ông đã cản lại. Cút ngay cho ta, Long Tượng Thượng Sư hung hăng trừng mắt với đối phương. Này, Long Tượng Thượng Sư, ngươi làm cái gì vậy?
Cực Tinh Thiên Ông vô cùng vui vẻ, tươi cười nói, chuyện của đám tiểu bối thì cứ giao cho chúng xử lý, người cần chi phải tức giận chứ. Long Tượng Thượng Sư bị mấy lời nói này chọc giận, nhưng lời này là những lời mà ông ta nói vừa nãy, đành phải mạnh miệng, bất kể là ai, dám đánh đồ đệ ta, đó chính là sỉ nhục già Long Bảo Sát ta, hắn phải chết. Cực Tinh Thiên Ông cười nói, Thượng Sư không nên tức giận. Vừa nãy ngươi cũng đã nói, cho dù trong đám người bọn họ có người dám đánh ma ha tử, ngươi cũng sẽ không truy cứu. Chẳng lẽ nhanh như vậy mà ngươi đã quên sao? Ngươi! Long Tượng Thượng Sư không nói nên lời. Nói hay lắm, chuyện của đám tiểu bối thì nên để bọn chúng tự xử lý. Nam Hải Nữ Ni hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện này, nhưng rất nhanh đã bổ sung, đã như vậy, dù sao cách Thiên Quỷ Vương độ kiếp vẫn còn một khoảng thời gian. Chi bằng để ma ha tử bồi Chu Mập và bạn của hắn mấy chiêu đi. Long Tượng Thượng Sư lập tức bình tĩnh lại, tu vi của đồ đệ ông ta cao hơn Chu Cửu Thần nhiều. Nếu muốn đánh, đoán chừng chưa đến 30 chiêu, ma ha tử đã có thể ngược Chu Cửu Thần đến vãi cả đái. Biến số duy nhất chính là một nam một nữ Chu Cửu Thần mang đến. Tuy nhiên nghĩ lại, bạn của loại phế vật Chu Cửu Thần có tu vi cao bao nhiêu chứ? Được. Một tát này ta không truy cứu. Long Tượng Thượng Sư mỉm cười nói với Cực Tinh Thiên Ông, nhưng đồ đệ của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cái tát kia. Chuyện phía sau phát triển như thế nào, Cực Tinh tử ngươi không được nhúng tay. Chỉ sợ không được, Cực Tinh Thiên Ông từ chối đề nghị này, dù sao nơi này cũng là dẫn kiếp thần cung. Hôm nay chúng ta đến đây hoàn toàn là vì chuyện Thiên Quỷ Vương độ kiếp, tuyệt đối không thể phát sinh xung đột được. Không sao, cứ việc đánh. Đánh càng vui càng tốt, vừa lúc tạo không khí tuyệt hảo cho đại điển độ kiếp của ta. Lúc này, một bóng người cao ba trượng, trên đầu còn mọc ra hai sừng thú xuất hiện đằng sau tấm bình phong, chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, Thiên Quỷ Vương. Thiên Quỷ Vương đã nói như vậy, Cực Tinh Thiên Ông không tiện nói nhiều, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ma ha tử biết kiêng kỵ, không đến mức ra tay độc ác. Ngươi, ngươi! Ma ha tử sửng sốt hồi lâu. Thậm chí vì quá kinh ngạc mà biểu hiện không kịp điều chỉnh, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi có biết bổn công tử là ai không? Ta chẳng hứng thú muốn biết ngươi là ai. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi mất trí nhớ, ta ngược lại có thể giúp ngươi trị đầu óc của ngươi, mặc dù ngươi khả năng không có đầu óc. Ha ha ha. Đầu tiên, ma ha tử cười nhạo một tiếng, tiếp theo nhìn không được cười to, cuối cùng hóa thành ngửa đầu cuồng tiếu, ha 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 ha. Hạ Thiên khẳng định, xem ra ngươi không phải là không có đầu óc, mà là đầu óc có bệnh nặng. Lúc này, Chu Cửu Thần từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lập tức kéo Hạ Thiên, Hạ Thiên, ngươi dẫn Tần Tiên Tử đi mau, để ta cản lại hắn cho. Muốn chạy, mặt ma ha tử như hàn băng, sát khí lẫm lẫm, ai chạy, người đó lập tức chết ngay. Ta sẽ không chết, muốn chết là ngươi. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không chạy. Đồng thời hắn cũng chẳng có thói quen lâm trận đào tẩu. Hạ Thiên, coi như ta xin ngươi đấy, đi mau đi. Chu Cửu Thần gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, người này là đệ tử của Long Tượng Thượng Sư, tuyệt đối không thể trêu chọc. Thế giới này không tồn tại người ta không thể trêu chọc. Hạ Thiên lười biếng trả lời, nếu có, vậy thì càng phải xử lý nhanh một chút. Chu Cửu Thần khẩn cầu, nếu ngươi không đi, vậy chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Ngươi đừng có lên tiếng, cũng đừng ra tay, có được không? Hạ Thiên từ chối cho ý kiến. Chồng, nếu Chu công tử muốn giải quyết, vậy thì cứ để hắn thử một chút. Phù Diêu tiên tử tiến lên kéo Hạ Thiên, truyền âm nói, sau tấm bình phong có người đang nhìn trộm bên này, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Hạ Thiên nhanh chóng đoán được suy nghĩ của Phù Diêu tiên tử. Thật ra nàng cũng không tin tưởng Chu Cửu Thần. Chỉ muốn mượn cơ hội thăm dò suy nghĩ thật sự của hắn, cùng với mục đích hắn kéo hai người gia nhập Cực Tinh Tông. Dù sao, đối phó với tên ma ha tử kia không khó, cứ quan sát một lát rồi hãy ra tay. Được, người muốn giải quyết thì cứ giải quyết đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, sau đó nói với Chu Cửu Thần, nếu không giải quyết được thì nói với ta sẽ giúp ngươi giải quyết tên ngốc đó. Chu Cửu Thần thấy Phù Diêu tiên tử đã khuyên được Hạ Thiên. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với ma ha tử, người chỉ chịu một bạt tai, cũng không cần thiết chuyện bé xé ra to. Ta thay mặt Hạ Thiên nói lời xin lỗi ngươi.
Xin lỗi, có tác dụng gì cơ chứ? Ánh mắt Ma Ha Tử tràn ngập sự âm lệ. Hắn rút một chiếc khăn tay từ trong ngực ra, nhẹ nhàng lau sạch vết máu nơi khóe miệng, động tác rất yêu nhã. Nói xin lỗi đúng là không có tác dụng gì. Hạ Thiên khó có được đồng ý với quan điểm này. Ma Ha Tử ngẩn ra, sau đó cười to, heo chết tiệt, người thật sự có một người bạn tốt đấy. Đừng nói nhiều nữa, nói thẳng đi, người muốn thế nào? Chu Cửu Thần biết Ma Ha Tử nhất định muốn mượn đề tài để làm chuyện của mình, chỉ hy vọng hắn đừng quá đáng. Cực Tinh Tông các người vốn nửa chết nửa sống, cũng may các người không trêu chọc cường địch, cho nên mới kéo dài hơi tàn đến lúc này. Ma Ha Tử ngược lại không vội, chậm rãi nói, tuy nhiên, cái tát của hắn ngày hôm nay xem như đã hủy đi tương lai tông môn các ngươi. Nếu sư phụ của ngươi biết được chuyện này, nói không chừng sẽ bị tức chết. Bọn họ đều biết đằng sau tấm bình phong có mấy vị trưởng lão đang ngồi nhưng không biết là ai. Ma Ha Tử. Chu Cửu Thần nghe xong, lập tức trợn mắt, ngươi có chiêu gì thì cứ việc hướng đến ta, chuyện này không có liên quan đến tông môn của ta, càng không liên quan đến sư phụ ta. Ngươi gánh hết sao? Ma Ha Tử bĩu môi cười khẽ, có chút khinh thường nói, ngươi lấy cái gì mà gánh? Sư phụ ngươi còn chưa đủ mất mặt sao? Hay là dùng mạng của ngươi để gánh? Hoặc truyền thừa rách dưới của Cực Tinh Tông ngươi? Ngươi không cần nói, gương mặt Chu Cửu Thần hiện lên sự do dự nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, ta tặng thiếp mời bàn đào tiên hội cho ngươi, từ đây nhìn thấy ngươi thì né tránh 300 dặm, như thế nào? Bàn đào tiên hội là đại thịnh hội 3.000 năm một lần của Liên minh Tu Tiên. Chỉ cần người có sự theo đuổi đối với tu hành, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tham dự vào. Nhưng danh ngạch tham gia có giới hạn, cho dù siêu cấp tông môn như Già Long Bảo Sát cũng chỉ có 10 thiệp mời, cho nên không đến lượt Ma Ha Tử. Chu Cửu Thần có thực lực yếu kém nhưng bởi vì hắn là độ kiếp kỳ duy nhất của thế hệ này của Cực Tinh Tông, ngược lại nhận được một thiếp mời. Ma Ha Tử đã sớm đánh chủ ý lên thiếp mời. Hôm nay vừa lúc xuất hiện một thời cơ tuyệt hảo. Không lấy thì phí. Nhưng không chỉ mỗi thiệp mời không. Như vậy lộ ra Ma Ha Tử hắn quá hèn hạ, tính mục đích quá rõ ràng. Hơn nữa, tiểu tử đánh hắn một bạt tai kia còn chưa bị trừng phạt, hắn làm sao bỏ qua cho được. Ha ha, như vậy cũng được xem là có chút thành ý, nhưng chỉ sợ bấy nhiêu vẫn không đủ. Ma Ha Tử khẽ gật đầu. Như vậy đi, ta thêm một điều kiện nho nhỏ, chuyện hôm nay coi như xong, về sau ta sẽ không nhắc đến nợ cũ nữa. Điều kiện gì? Chu Cửu Thần nhướng mày, cảm giác không đơn giản như vậy. Ma Ha Tử duỗi ngón tay trắng nõn chỉ vào Hạ Thiên, nói với Chu Cửu Thần, ngươi chặt đứt bàn tay của bạn ngươi đi, cho hắn biết uy nghiêm của Ma Ha Tử ta không thể xâm phạm. Sau đó, ngươi đâm mù cặp mắt khiến người ta chán ghét đó của hắn. Để cho hắn biết cái gì gọi là có mắt không tròng. Cuối cùng, người phế tu vi của hắn, cho hắn biết liên minh tu tiên không phải loại sâu kiến như hắn có thể đến. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta có thể cân nhắc tha cái mạng chó cho hắn, đồng thời cũng buông tha ngươi. Từ đây không tiếp tục nhắm vào ngươi nữa, thậm chí ta có thể năn nỉ sư phụ của ta để Cực Tinh Tông của ngươi khá hơn một chút. Chu Cửu Thần nắm chặt nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn. Hạ Thiên ngược lại rất bình tĩnh, hắn lười biếng ngáp một cái, xem như việc chẳng liên quan đến mình. Tuy nhiên, Phù Diêu tiên tử cũng biết rất rõ, với tính cách của Hạ Thiên, Ma Ha Tử đã là người chết. Hạ Thiên xưa nay không quan tâm đến kẻ đã chết. Cách đó không xa, sau tấm bình phong. Long Tượng Thượng Sư nghe đồ đệ của ông ta nói như vậy, liền vỗ tay phá lên cười, trong số rất nhiều đồ đệ của ta, chỉ có Ma Ha Tử là giống ta nhất. Nếu không có khí phách, làm sao có thể tu hành trên đường, vượt mọi chông gai, thành tựu chính quả vô thượng chứ? Rõ ràng là một tên ác bá. Cực Tinh Tiên ông hừ lạnh một tiếng, mắng to, bảo sát của các ngươi tận lực bồi dưỡng loại cặn bã ngang ngược như vậy sao? Long Tượng Thượng Sư biến sắc, Cực Tinh Tử, ngươi có dám lặp lại lần nữa hay không? Ta nói đấy, ngươi cảm thấy thế nào? Cực Tinh Tiên ông cũng không sợ, có gan thì ngươi và ta đánh một trận. Trong bàn đào tiên hội hơn 2 vạn năm trước, người đã bị ta đánh bại, người còn nhớ không? Được rồi, hai vị đừng ầm ĩ nữa. Thiên Quỷ Vương cười khẽ, hai vị trưởng lão có thể suy nghĩ đấu pháp khác không? Lát nữa theo giúp ta độ dẫn thiên kiếp, nói không chừng còn có thể trực tiếp phi thăng chân tiên giới thì sao?
Nghe đồn ngay cả đại chí tôn cũng bị kẹt 7 vạn 8 vạn năm, ai trong bọn họ dám nói mình có vận may như vậy? Hừ, chẳng có gì đẹp mắt cả. Long tượng thượng sư hừ lạnh một tiếng, đồ đệ bất tranh khí của ta đã khống chế cục diện. Gã bạn của Chu Mập thậm chí còn sợ đến choáng váng. Nam Hải nữ ni cũng lên tiếng, không sai. Bạn của Chu Mập, ngay cả dám cũng không dám thả. Tiện tu ngoại vực đúng là chẳng có thành tựu gì cả. Vậy ngươi đoán xem đồ đệ cực tinh tử sẽ tiếp nhận điều kiện này sao? Lão giả râu dài chấm đất bỗng nhiên cười nói, không ngại đánh cược với ta một trận. Ta nguyện ý bỏ ra 3 con hỏa lôi ngọc thiền cực Chu Cửu Thần sẽ không đồng ý. Cực tinh thiên ông có chút cảm kích nhìn lão giả râu dài. Thật ra lời này chính là đứng về phía ông. Hừ, Trường Mi lão nhi, ngươi đúng là lòng dạ hẹp hòi. Long tượng thượng sư hừ lạnh một tiếng. Trừng mắt với lão giả râu dài, ta bỏ ra một bộ tam thập nhị kim cương pháp tướng đồ, cực đồ đệ của ta nhất định sẽ khiến cho Chu Cửu Thần tiếp nhận điều kiện này. Ta cược một bình thiên thọ nguyên đan, cực đồ đệ của ta sẽ không tiếp nhận. Cực tinh thiên ông tất nhiên phải đứng về phía đồ đệ của mình. Được, vậy ta cũng cược. Những người còn lại cũng muốn góp náo nhiệt, rốt rít nói ra tiền đặt cược của mình. Tuy nhiên, thiên quỷ vương cũng không tham gia vào trong. Tâm tư của ông ta đều nằm hết trong đại điển độ kiếp, không muốn bởi vì những chuyện này mà phân tâm. Tuy nhiên điều đó cũng không trở ngại ông ta quan sát trò hay này. Này, Chu Mập, người nghĩ kỹ chưa? Ma Ha Tử có chút không kiên nhẫn, giọng điệu càng thêm hùng hổ dọa người, người cũng biết tính tình của sư phụ ta Long Tượng Thượng Sư. Ông ấy bao che khuyết điểm đến cỡ nào? Nếu chuyện hôm nay để ông ấy biết, chậc chậc chậc. Điều kiện này không được đâu. Chu Cửu Thần do dự cả nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, Hạ Thiên là bạn của ta. Cho dù vừa rồi hắn đã làm sai, ta cũng có một phần trách nhiệm. Hạ Thiên nhếch miệng, này, Mập, người đừng có ăn nói lung tung, ta chẳng làm sai chuyện gì cả. Lần trước, có môn phái tên là Huyền Lôi Kiếm Tông, chỉ vì hắt hơi trước mặt sư phụ ta một cái, toàn bộ tông môn đều bị san bằng thành bình địa. Ma Ha Tử lại nhảy chuyện không đâu. Giọng điệu uy hiếp, ta chịu một cái tát này, làm gì cũng phải đổi lấy toàn bộ cực tinh tông ngươi. Nhẫn nại của Chu Cửu Thần đạt đến đỉnh điểm, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Thế nào, ngươi có đồng ý không? Ma Ha Tử thở ra một hơi, không kiên nhẫn nói, vậy thì thông báo cho tuần giới tiên vệ đi. Ta hoài nghi hắn là tà ma cải trang, nhìn thì giống như chỉ đánh ta một bạt tai, nhưng trong lòng lại có ý đồ xấu xa, có ác tâm với liên minh tu tiên. Tiên vệ sẽ không tin lời nói một bên của ngươi đâu. Chu Cửu Thần lạnh giọng nói. Tin hay không không quan trọng. Ánh mắt Ma Ha Tử hiện lên sự giảo hoạt, nhưng các ngươi nhất định sẽ bị bắt về tiên vệ ti để tra hỏi. Chờ các ngươi ra ngoài, bàn đào tiên hội cũng đã kết thúc rồi. Chu Cửu Thần nghe xong, sắc mặt không khỏi trắng bệch, nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Không cần phải do dự như vậy. Ma Ha Tử giễu cợt, thật ra người bạn này của ngươi nhìn rất phế vật, ngươi cần chi phải do dự vì hắn chứ? Như vậy đi, ta đổi điều kiện một chút, chỉ cần bây giờ ngươi phân rõ giới hạn với hắn trước mặt mọi người, sau đó gọi Ma Ha Tử ta 300 lần 33, ta sẽ không truy cứu, như thế nào? Gọi 33 cái gì, Chu Cửu Thần hoàn toàn không quan tâm. Trước kia hắn cũng đã từng bị bắt gọi qua như vậy. Nhưng chỉ cần phân rõ giới hạn với Hạ Thiên là có thể dàn xếp ổn thỏa khiến cho hắn có chút động tâm. Tuy điều này có chút không tốt với Hạ Thiên nhưng đây cũng là vì bảo vệ mạng của hắn, chắc Hạ Thiên hắn cũng không để ý đâu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi liếc nhìn Hạ Thiên một chút, kết quả phát hiện Hạ Thiên vẫn không quan tâm, không khỏi có chút tức giận. Dù sao người gây ra việc là Hạ Thiên, kết quả hắn lại lạnh nhạt như vậy, thật sự khiến cho Chu Cửu Thần hơi thất vọng. Chỉ trong nháy mắt, hắn có suy nghĩ cứ như vậy mà từ bỏ Hạ Thiên. Cả hai cũng chỉ mới quen biết nhau ngày hôm nay, hoàn toàn không cần vì Hạ Thiên mà đắc tội với Ma Ha Tử và Già Long Bảo Sát. Tuy nhiên, rất nhanh suy nghĩ này đã bị hắn bóp nát. Hắn vừa mới thu Hạ Thiên vào cực tinh tông, đảo mắt đã bán đứng Hạ Thiên. Mấy chuyện này thật sự trái với chuẩn tắc làm người của hắn. Nếu sư phụ của hắn biết, cũng sẽ không tán đồng. Mặc dù cực tinh tông thế nhỏ nhưng từ xưa đến nay không làm mấy chuyện mất đạo đức như vậy. Thế nào, điều kiện này cũng khó làm sao?
biểu hiện của Ma Ha Tử giống như nắm toàn bộ thế cục trong lòng bàn tay. Hắn cười ha hả, vậy ta sẽ đưa ra một điều kiện cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể làm được, lúc trước bây giờ, thậm chí tương lai ngươi đắc tội ta, ta cũng có thể cười trừ. Điều kiện gì? Chu Cửu Thần hỏi. Ma Ha Tử tiện tay chỉ Phù Diêu tiên tử bên cạnh Hạ Thiên, nữ nhân này tư chất thượng đẳng, dung mạo xinh đẹp, vừa lúc thị thiếp phòng thứ 19 của ta đang còn thiếu, không tìm được đỉnh lô thích hợp. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục nàng ta, ta sẽ... Hạ Thiên không muốn nghe nữa. Bất kỳ người nào dám đánh chủ ý vào nữ nhân của hắn, hắn sẽ không buông tha. Mặc kệ đối phương là người bình thường hay là tu tiên giả, vậy ngươi nhất định phải chết, ai cũng không cứu được ngươi. Đúng là cuồng vọng cực kỳ. Ma Ha Tử có chút hứng thú nhìn Hạ Thiên, sau đó khoanh tay cười lạnh, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng mình đánh bổn công tử một trường thì ghê gớm đến cỡ nào. Đánh ngươi không cần phải ghê gớm. Hạ Thiên nhếch miệng, loại ngớ ngẩn giống như ngươi, ta không đánh qua một vạn thì ít nhất cũng 8.000. Ha ha ha, đúng là thú vị. Ma Ha Tử bị lời nói của Hạ Thiên làm cho tức cười, ngươi đã làm được chuyện gì ở nơi đất hoang vắng vẻ ngoại vực của ngươi thì đừng mang đến liên minh tu tiên để nói khoác. Ngươi có tin chỉ cần bổn công tử thổi nhẹ một hơi, thần hồn của ngươi sẽ trực tiếp bị câu diệt không? Không tin, Hạ Thiên trả lời rất đơn giản, thuận tiện tặng luôn một câu, ngươi chỉ thổi chết chính ngươi mà thôi. Ma Ha Tử cảm nhận được một sự tùy ý trong lời nói của Hạ Thiên, giống như hắn thật sự có thể làm được, không khỏi giận dữ, Chu Cửu Thần, trước kia bổn công tử định nể mặt ngươi. Đáng tiếc người bạn này của ngươi không biết sống chết, như vậy thì không thể trách ta được. Muốn đánh thì đánh, đừng có nói nhảm nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói càng nhiều, trong lòng lại càng sợ. Nói hay lắm, vậy ngươi đi chịu chết đi. Ma Ha Tử gật đầu tán đồng, giơ tay cách không vỗ một chưởng về phía Hạ Thiên. Chiêu thức bình thường, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Điểm thú vị duy nhất chính là có một luồng ánh sáng ẩn nấp bên trong một chưởng đó. Nhưng điểm thú vị này hiển nhiên không khơi dậy được hào hứng của Hạ Thiên. Hắn đứng ngay tại chỗ, không tránh cũng không né. Hạ Thiên, mau tránh ra. Chu Cửu Thần giật mình, lập tức hô lớn với Hạ Thiên, vô ảnh chu tà kiếm, cẩn thận kẻo trúng chiêu. Muộn rồi. Khóe miệng Ma Ha Tử khẽ nhếch, lộ ra ánh mắt đắc ý. Bởi vì kiếm của hắn đã đạt được mục đích, gần như không chút sai lầm chỉ vào cổ họng của Hạ Thiên. Tiểu tử. Ngươi đã hiểu được sự chênh lệch giữa ta và ngươi chưa? Ánh mắt Ma Ha Tử tràn đầy sự ngạo nghễ, cầm theo vô ảnh chu tà kiếm, cười ha hả, chỉ là tiện tu ngoại vực, may mắn đến được liên minh thì đã cho rằng mình là vô địch thiên hạ, quả thật tức cười. Ngươi ngớ ngẩn à? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút khó chịu nói, nếu ngươi chỉ có chút thực lực đó, vậy ngươi ngay cả tư cách ra tay cũng không có. Khẩu khí thật lớn. Ma Ha Tử bị sự tự tin khó hiểu của Hạ Thiên làm cho tức cười, bổn công tử chỉ cần gẩy nhẹ mũi kiếm, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn. Vậy thì ngươi nhanh chút, Hạ Thiên cười nói, ngươi ra tay trước, ta cũng có thể đánh chết ngươi trước. Chu Cửu Thần vội vàng khuyên nhủ, có thể đừng đánh nhau thì đừng đánh nhau, có chuyện gì thì từ từ nói. Dù sao nơi này cũng là dẫn kiếp thần cung, nếu trộn lẫn với độ kiếp đại điển, tất cả mọi người đều khó thoát tội. Nơi này không có chuyện của ngươi, cút đi. Ma Ha Tử đưa tay chém ra một luồng kiếm khí mênh mông chém thẳng vào mặt Chu Cửu Thần. Chu Cửu Thần giật mình, chỉ là kiếm khí chém tới quá nhanh, hắn thậm chí không kịp né tránh, chỉ có thể nghĩ cách đón đỡ chiêu này. Bốp! Chỉ thấy luồng kiếm khí nhanh chóng đổ sụp. Chu Cửu Thần kinh ngạc không thôi. Ai? Ma Ha Tử biến sắc, quát lạnh, là ai đã xen vào việc của người khác? Dám đánh nát kiếm khí của ta. Người chung quanh không khỏi nhìn nhau, cũng không ai thừa nhận. Hạ Thiên nhếch miệng, không cần nhìn chung quanh, là ta làm đấy. Ngươi, ánh mắt Ma Ha Tử tràn ngập sự khinh thường, vô ảnh kiếm khí của ta được rót kiếp lực chu tà, làm sao tiện tu vực ngoại như ngươi có thể phá được. Chỉ sợ các ngươi ngay cả kiếp lực là cái gì cũng không biết, thậm chí đời này cũng không có khả năng luyện ra được, tên nhà quê ngoại vực kia. Ngớ ngẩn. Hạ Thiên cũng lười nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, giữa ngón tay lộ ra một cây ngân châm, nếu ngươi không có thứ gì khiến ta cảm thấy hứng thú, vậy thì ngươi đi chết đi. Ngân châm, Ma Ha Tử nhìn thấy,
không khỏi lên tiếng giễu cợt, làm gì? Muốn thêu hoa sao? Xem ra ngươi mới là tên gà mái. Người chung quanh cũng cười to. Chỉ một giây sau, bọn họ đã không cười nổi. Ngân châm kia giống như tinh không vô tận, nhẹ nhàng ép xuống, thả ra một luồng khí thế vô cùng vô tận. Ma Ha Tử vốn còn muốn tiếp tục cười, kết quả lồng ngực đột nhiên cứng lại, đau đến sốc hông. Tiếp theo, toàn bộ cơ thể chẳng khác nào bị rót trì, càng lúc càng nặng, càng ngày càng nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hơn phân nửa sẽ bị ép thành thịt nát. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì xảy ra. Một người chỉ là tu tiên giả vực ngoại, làm sao có được uy áp khổng lồ như vậy? Lần trước, hắn cảm nhận được uy áp không cách nào chống cự là khi đứng từ xa nhìn thấy một vị chí tôn nổi trận lôi đình. Chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt có cùng thực lực với chí tôn? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tiện tu ngoại vực, cho dù tu hành thêm 100 vạn năm nữa cũng không thể xuất hiện một chí tôn. Không chỉ đám người Ma Ha Tử không tin, ngay cả đám trưởng lão đằng sau tấm bình phong cũng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng không thể không vận linh lực để chống đỡ. Tình huống này cũng chỉ khi bọn họ gặp đại chí tôn mới có thể xuất hiện mà thôi. Kẻ này rốt cuộc là ai? Lúc này, Long Tượng Thượng Sư đã quên mất phụ đánh cược, chỉ còn lại một sự nghi hoặc, vì sao hắn có thể tản ra bổn nguyên đạo cương mà chỉ có các chí tôn mới có. Có thể hắn là phân thân của một đại chí tôn nào đó gửi xuống ngoại vực hay không? Có người nghi ngờ nói. Nam Hải Lão Ni lập tức lắc đầu, không thể nào. Đại chí tôn đang bế quan, chuẩn bị trùng kích chân tiên cảnh, sẽ không phân tán linh lực của mình đâu. Có phải ngân châm của hắn là thông thiên linh bảo? Trường Mi Lão Tiên nhẹ giọng nói. Không giống, cực tinh tiên ông cũng lắc đầu, đó chỉ là ngân châm bình thường. Nếu muốn đánh giá một cách chính xác, đoán chừng cũng chỉ được xem là pháp bảo cao cấp. Còn có một loại khả năng, lúc này, hai mắt Thiên Quỷ Vương nhắm lại, lộ ra biểu hiện ý vị thâm trường, kẻ này có thực lực sánh ngang chí tôn. Lúc này, mấy vị trưởng lão bao gồm cực tinh tiên ông rất có hảo cảm với Hạ Thiên cũng nhịn không được mà lắc đầu, tuyệt không có khả năng này. Bất kể thế nào, tiểu tử này có cái gì đó quái lạ. Nói không chừng là tà ma cải trang, Long Tượng Thượng Sư biến sắc. Quát lạnh, ta phải ra ngoài buộc hắn hiện nguyên hình. Mặc dù cực tinh tiên ông không tin Hạ Thiên có thực lực của chí tôn, nhưng ông tin chắc rằng Hạ Thiên tuyệt đối không phải tà ma. Đại Hòa Thượng, ta thấy ngươi sợ đồ đệ của mình thua, cố ý kiếm cớ ở đây. Thả dám chó, sắc mặt Long Tượng Thượng Sư đỏ lên, đồ đệ của ta tuyệt sẽ không thua, càng không bại bởi tiện tu ngoại vực. Cực tinh tiên ông cười ha hả, thế thì ngại gì không nhìn trước rồi nói. Bên trong đại điện, Ma Ha Tử cũng ôm suy nghĩ giống như Long Tượng Thượng Sư, làm sao ta có thể thua loại người như ngươi chứ? Ngươi không phải thua, mà là chết. Hạ Thiên cười hì hì nhấn mạnh, cảm giác áp bách lại theo đó tăng lên. Biến đi! Ma Ha Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trán nổi gân xanh, toàn thân trên dưới nổi lên hào quang màu tím, lập tức tràn ra ngoài. Luồng hào quang màu tím này chấn không ít người trong đại điện phun máu. Bọn họ vội cuống quýt rời khỏi đại điện, chỉ dám đứng từ xa quan sát, tránh bị tác động đến. Thần uy độ kiếp kỳ phát huy vô cùng tinh tế trong thời khắc này. Đáng tiếc, chiêu này cũng không có tác dụng quá lớn đối với Hạ Thiên. Ngược lại Ma Ha Tử trong nháy mắt chống đỡ không nổi, hai đầu gối bị chấn nát, cơ thể cũng nứt ra vô số khe hở nhỏ vụn, máu tươi bắn tung tóe, cả người vô cùng chật vật. Những người vây xem đều chấn động. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Ma Ha Tử, chẳng những kiếp lực cường hoành, một thanh vô ảnh chu tà kiếm lại càng không có khả năng bị đánh bại. Nếu thập đại thần quân chỉ dựa theo thực lực để bài danh, hắn nhất định có thể tranh một chuyến ba vị trí trước. Thậm chí Long Tượng Thượng Sư còn nói qua, thật ra Ma Ha Tử đã từng phân thực lực cao thấp với một trưởng lão. Người như thế lại không chịu nổi ngân châm của một tu tiên giả vực ngoài, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ta không chấp nhận được. Ma Ha Tử tính tình cao ngạo, đương nhiên sẽ không tiếp nhận sự khuất nhục này. Nhất thời, trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng. Hắn nhất định phải làm thịt tên tiểu tử trước mắt, không tiếc bất cứ giá nào. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ma Ha Tử chậm rãi đứng lên, thái độ cuồng bạo, ta nhất định phải dùng một chiêu kia. Nếu các ngươi bị liên lụy,
cũng đừng trách ta. Ma ha, ngươi không phải muốn dùng chiêu kia chứ? Đừng, nơi này chính là dẫn kiếp thần cung, chúng ta trốn không thoát đâu. Xong rồi, Ma Ha Tử đã tức giận, mọi người mau tránh đi. Ma Ha Tử, ngươi đừng có làm loạn. Đám người đi theo bên cạnh Ma Ha Tử hoảng loạn cả lên, vội đứng dậy né tránh. Người không kịp né tránh thì mở lồng khí phòng hộ, để tránh bị lan đến gần. Sau tấm bình phong, Long Tượng Thượng Sư cũng biến sắc, lập tức lách mình ra ngoài. Cực Tinh Thiên Ông theo sát đằng sau, đám trưởng lão còn lại cũng trao đổi ánh mắt rồi đi theo. Chỉ có Thiên Quỷ Vương là không nhúc nhích, khóe miệng còn câu lên, ý vị thâm trường. Tiện tu ngoại vực, hôm nay chính là thời khắc vinh quang nhất trong đời này của ngươi. Quần áo của Ma Ha Tử bỗng nhiên không gió mà bay lên, toàn thân cao thấp tản ra ánh sáng màu tím, song trường hợp lại, bổn công tử sẽ cho ngươi thể nghiệm tuyệt kỹ Già Long Bảo Sát của ta. Tiếp theo, một cái bóng mờ dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ sau lưng hắn. Đó là một con quái ô vô cùng to lớn, lại giống một cổ thần bước ra từ hỗn độn. Như ưng, như thú, như côn, như kình. Không cách nào miêu tả, cũng không cách nào diễn tả. Con quái điểu bỗng nhiên há to miệng, phun ra một sợi khí tức căn nguyên ma giới đến từ dưới đáy Mê Uyên, điểm cuối cùng của địa ngục. Già Lâu La suy tức. Hạ Thiên, Tần Thiên Tử, mau bỏ đi. Chu Cửu Thần cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn vạn lần không nghĩ đến Ma Ha Tử nói trở mặt là trở mặt, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu như vậy, chẳng khác nào phát rồ. Đáng tiếc, nói cái gì cũng muộn rồi. Luồng khí tức này lạnh thấu xương. Dùng khí thế không thể đỡ trong nháy mắt thổi nửa tòa thần cung thành bụi. Người đứng đối diện với hắn, mặc kệ là người, là vật hay là cái gì khác, dường như đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại một lỗ đen sâu không thấy đáy, không đầu không cuối. Già Lâu La có tên là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Một loại đại điểu trong truyền thuyết, thân vàng, đôi cánh có nhiều màu sắc oai nghiêm và quý giá, là một trong Thiên Long Bát Bộ chúng bảo vệ Phật Pháp. Tục truyền. Mỗi ngày nó đều lấy độc long làm thức ăn, bên trong cơ thể không ngừng tích lũy kịch độc. Cho nên, khí tức mà nó thổi ra vô cùng độc, có thể ăn mòn vạn vật. Tổ sư Già Long Bảo Sát sáng lập ra môn phái là Yêu Tu Kim Vũ Tiên, bản thể chính là Kim Sĩ Đại Bằng, di truyền công pháp, thân kiêm Yêu Tu và Phật Pháp. Kim Vũ Tiên đã sớm phi thăng chân tiên giới mấy vạn năm trước, nhưng lưu lại cho Già Long Bảo tự không ít bí thuật thần thông. Trong đó, Già Lâu La suy tức, còn được gọi là vạn độc ma hống, trong độc tính mang theo một luồng khí lạnh tự nhiên. Long Tượng Thượng Sư nhìn thấy tư thế của Ma Ha Tử, cảm giác không ổn, lập tức từ trong bình phong lao ra. Đáng tiếc đã muộn. Sau khi Ma Ha Tử đánh ra một chiêu này, cả người giống như một chiếc khăn lau bị vắt khô, chậm rãi ngã vào lòng Long Tượng Thượng Sư. Sư phụ, thật xin lỗi. Lúc này, Ma Ha Tử cũng giật mình tỉnh ngộ. Mặc dù Hạ Thiên nhất định sẽ bị tiêu diệt, nhưng những người khác cũng sẽ bị liên lụy, chỉ sợ rước lấy phiền phức không nhỏ cho tông môn. Không cần sợ. Long Tượng Thượng Sư không hổ danh là người bao che khuyết điểm, người không làm gì sai. Tiểu tử kia nhất định là tà ma, người đang trừ hại cho liên minh. Về phần cái khác, chẳng qua chỉ là chút hy sinh nho nhỏ mà thôi. Hy sinh nho nhỏ, Cực Tinh Thiên Ông nhìn chung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Chu Cửu Thần. Không khỏi cảm thấy buồn bực. Nghe Long Tượng Thượng Sư nói, ông nổi giận quát, đây chính là mấy vị tu tiên giả trẻ tuổi cấp bậc thần quân, là tương lai của toàn bộ liên minh. Chỉ vì sự tức giận nhất thời của Ma Ha Tử mà bị liên lụy, Già Long Bảo tự các ngươi nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi muốn câu trả lời gì? Từ trước đến nay, Già Lam Bảo tự các ngươi đúng lý không tha người, mà không đúng lý cũng chẳng nhường người. Đồ đệ của ngươi Chu Cửu Thần có quan hệ với tà ma, ý đồ lật đổ liên minh. Ái đồ Ma Ha Tử của ta đã kịp thời ngăn lại, đồng thời giết chết tà ma lẫn phản đồ của liên minh, câu trả lời như vậy có hợp lý không? Cực Tinh Thiên Ông tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, đại hòa thượng ngươi đừng khinh người quá đáng. Đồ đệ ngươi tự tiện giết người vô tội thì coi như xong, ngươi còn muốn chu tâm, quả thật đáng sợ. Ngươi cho rằng liên minh tu tiên là tự mở sao? Các trưởng lão khác có đồ đệ không trốn thoát khỏi luồng khí tức vừa rồi, lúc này cũng không nhịn được mà chỉ trích. Ngươi nói tà ma thì là tà ma sao? Chẳng lẽ đầu nhi của ta cũng là tà ma?
Sát chiêu này đã bị cấm sử dụng trong liên minh, vì sao Ma Ha Tử lại sử dụng với đồng đạo của mình như vậy? Long Tượng Thượng Sư, lần này sư đồ ngươi quả thật có chút quá đáng. Chấm. Tất cả im miệng lại cho ta. Long Tượng Thượng Sư nhìn bộ dạng sắp chết của đồ đệ mình, lòng đau như cắt. Kết quả bên cạnh còn không ngừng cãi nhau. Ông ta tức đến mức giống to lên. Không thể không nói, khí thế của một vị chuẩn tiên lục kiếp quả thật kinh người, chấn mọi người có mặt đều kinh hãi. Cực tinh tiên ông vốn còn muốn nói cái gì đó, kết quả thiếu chút nữa bị chấn động đến khí huyết đảo lộn, choáng váng ngay tại chỗ. Ban đầu, tu vi của ông và Long Tượng Thượng Sư là tương xứng, thậm chí còn cao hơn nửa bậc. Chỉ tiếc mấy năm gần đây rót cho Chu Cửu Thần quá nhiều kiếp lực, cho nên cảnh giới bị sụt giảm nghiêm trọng. Trường Mi lão tiên ngược lại vững như Thái Sơn, lông mày không tự chủ được cau lại, quát mắng, Diệp Long Tượng, người không coi mệnh của đồng đạo liên minh ra gì sao? Đừng nhắc đến tục danh của ta. Long Tượng Thượng Sư trừng mắt nhìn Trường Mi lão tiên, Trường Mi, đồ đệ của ngươi không chết, ngươi lẫn vào chỗ này làm gì? Chết nhiều người trẻ tuổi tuấn ngạn như vậy, ngươi dự định làm sao giao phó với hội trưởng lão và hội chí tôn? Trường Mi lão tiên đích thật không dẫn theo đồ đệ đến xem thiên kiếp, cho nên lập trường có thể nói là công bằng, ngươi có thể nói hắn là tà ma với người bên dưới, nhưng chẳng lẽ ngươi có thể ép hội trưởng lão và hội chí tôn luôn sao? Các ngươi muốn thế nào? Long Tượng Thượng Sư cũng nổi nóng không thôi, vô cùng đau lòng chỉ vào Ma Ha Tử, đồ đệ của ta đã bị trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi còn ở đây tính toán chi ly. Mạng của đồ đệ ngươi là mạng, còn mạng của đồ đệ chúng ta chẳng lẽ không phải là mạng? Đúng đấy, vốn Ma Ha Tử đấu với người ta, kết quả hắn thua, cuối cùng lại đi dùng cấm thuật. Đệ tử ta sao mà vô tội quá? Hắn không chết trong chiến đấu mà chết ở đây, chết trong tay đệ tử già Long Bảo Sát các ngươi. Chấm. Mặc dù Long Tượng Thượng Sư làm việc ngang ngược bá đạo nhưng không phải hạng người ngu xuẩn. Sự việc hôm nay quả thật Ma Ha Tử đã làm hơi quá. Ban đầu, nó chỉ là một trận tranh đấu nho nhỏ, mọi người đứng ngoài quan sát một chút, thậm chí còn đánh cược nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng tình thế bây giờ đã hoàn toàn khác, chết mấy người vô tội. Tất cả đều là tuổi trẻ tuấn ngạn trong liên minh. Nếu không nhường lại chút lợi ích, chỉ sợ những trưởng lão kia sẽ không dễ dàng buông tha cho sư đồ hai người. Như vậy đi, hôm nay tất cả mọi người có mặt ở đây, ta sẽ bồi thường cho mỗi người 30 viên ngưng kiếp đan. Long Tượng Thượng Sư ra tay xác thực xa xỉ, số đan dược này đủ để các ngươi bồi dưỡng được một đệ tử thần quân độ kiếp kỳ. 30 viên quá ít, có người lập tức động tâm, bắt đầu có kè mặc cả. Mạng của đồ đệ cũng ném ra sau ót, ít nhất cũng phải 50 viên. Dù sao thành tựu một đệ tử độ kiếp kỳ, ít nhất cũng phải 50 đệ tử hợp thể kỳ mới có khả năng thành công. Long Tượng Thượng Sư nhướng mày, nhưng vẫn nói, ta cho các ngươi mỗi người thêm 50 viên, tổng cộng 100 viên. Còn có người nào có ý kiến không? Đám trưởng lão không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lập tức lộ ra vẻ mặt hài lòng. Duy không hài lòng chỉ có cực tinh tiên ông. Bởi vì trong tông môn của ông không có đệ tử hợp thể kỳ. Chu Cửu Thần là hạt giống duy nhất của cực tinh tông, nhưng những người khác hài lòng còn ông thì phản đối, chỉ sợ cực tinh tông chẳng mấy chốc sẽ bị diệt môn một cách khó hiểu. Cực tinh tử, ngươi có ý kiến gì không? Long Tượng Thượng Sư khiêu khích nhìn cực tinh tiên ông, đồ đệ ngươi chết, ta cũng cảm thấy khó chịu. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm 20 viên nữa, ngươi lấy về bồi dưỡng đệ tử có tư chất khác trong môn. Sao cũng có thể mạnh hơn tên phế vật Chu Cửu Thần kia. Ông ta nói thêm, cực tinh tông các ngươi sẽ không đến mức ngay cả một đệ tử hợp thể kỳ có tư chất cũng không tìm được chứ. Không thể nào, không thể nào. Đan dược của ngươi, một viên ta cũng không cần. Cực tinh tiên ông cảm nhận bị sỉ nhục rất lớn, ta sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay. Nói xong, ông định quay người rời đi. Khoan đã. Long Tượng Thượng Sư gọi ông lại. Ngươi còn muốn thế nào? Sắc mặt cực tinh tiên ông trở nên âm trầm. Long Tượng Thượng Sư chậm rãi nói, sự việc hôm nay tất nhiên phải có bàn giao. Nếu không, chúng ta sẽ không tiện ăn nói với Tiên Luật Ti và Hội Chí Tôn. Cực tinh tiên ông hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn ta phối hợp nói dối với ngươi. Không phải phối hợp với ta mà là tất cả mọi người chúng ta. Ánh mắt Long Tượng Thượng Sư lướt qua mặt của tất cả trưởng lão có mặt, nếu ngươi không có một câu trả lời chắc chắn, làm sao chúng ta có thể yên tâm được?
mấy vị trưởng lão khác không khỏi nhìn Cực Tinh Tiên Ông. Nếu Cực Tinh Tiên Ông không phối hợp, sự việc hôm nay vẫn sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó, chỗ tốt mà bọn họ đã nuốt vào miệng chẳng những phải phun ra, khả năng còn bị trừng phạt. Cực Tinh Tiên Ông đột nhiên hiểu ra được dụng tâm hiểm ác của đám người kia. Nếu ông từ chối, ông sẽ trở thành công địch của bọn họ. Ngươi muốn thế nào? Cực Tinh Tiên Ông đành phải cố nén lửa giận, lạnh giọng nói. Chuyện hôm nay cần phải có một lời giải thích, ta đã có tính toán, sự việc là như thế này. Long Tượng Thượng Sư nói chuyện cũng không khách sáo, bắt đầu kể chuyện xưa trước mặt mọi người, hôm nay là đại điển độ kiếp của Thiên Quỷ Vương, chúng ta đều được mời đến xem lễ, nhưng vì một số chuyện, cho nên đệ tử của chúng ta hoặc vãn bối đã đến trước. Mấy vị trưởng lão đều lặng lặng lắng nghe Long Tượng Thượng Sư thuật lại cố sự, thuận tiện cân nhắc tính hợp lý bên trong, xem có cần bổ sung vào chỗ nào hay không. Kết quả, trước khi đại điển bắt đầu, có tà ma thoát khỏi thần quang của Khôi Thủ trưởng lão xâm nhập vào bên trong thần cung. Đồ đệ ma ha tử của ta phát hiện đầu tiên, khám phá được tà ma ngụy trang, dẫn đầu ra tay, những người còn lại cũng vây đấu tà ma. Tuy nhiên, thực lực của tà ma này không yếu, cuối cùng có mấy vị tuổi trẻ tuấn ngạn bất hạnh hy sinh. Đồ nhi ta đành phải vận dụng cấm thuật tông môn tiêu diệt tà ma ngay tại chỗ. Đương nhiên, sau khi chúng ta đuổi tới, chúng ta đã ra tay xử lý tà ma, bảo đảm đại điển độ kiếp của Thiên Quỷ Vương được thuận lợi hoàn thành. Sau khi nghe xong, mấy vị trưởng lão không khỏi nhìn nhau. Vậy đồ đệ của ta thì sao? Chẳng lẽ cũng bị xem là đồng đảng của tà ma? Cực Tinh Tiên Ông thấy Long Tượng Thượng Sư không hề đề cập đến Chu Cửu Thần, liền biết ông ta còn ẩn giấu tâm tư khác. Long Tượng Thượng Sư cười khẽ, Chu Cửu Thần tất nhiên cũng dũng chiến tà ma, sau đó quang vinh hy sinh, là nam nhi tốt của liên minh. Ta cảm thấy cố sự này cũng được, có trưởng lão trực tiếp biểu thị thái độ. Không phải cố sự mà sự thật chính là như vậy. Mặc dù các trưởng lão còn lại cảm thấy cố sự này rất ngây thơ, sơ hở trăm chỗ nhưng chỉ cần nói qua là được. Có mấy trưởng lão học thuộc lòng, ai dám chất vấn thật giả trong đó. Trường Mi lão tiên thở dài, cũng không phản đối. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào mặt Cực Tinh Tiên Ông. Cực Tinh Tiên Ông cô lực khó chống. Sau khi do dự một hồi, ông đành trả lời, ta không đồng ý chuyện như vậy, nhưng ta có thể giữ im lặng không nói. Các ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Cực Tinh Tông, ngươi đừng cứ khư khư cố chấp như vậy. Long Tượng Thượng Sư lập tức thay đổi sắc mặt, cho thể diện mà không cần, ngươi cảm thấy ngươi rất quan trọng đúng không? Chuyện hôm nay, ngươi thừa nhận cũng vậy mà không thừa nhận cũng vậy. Kiên nhẫn của Long Tượng Thượng Sư hiển nhiên hết sạch, cũng không nể mặt nữa, nếu ngươi gật đầu, Già Long Bảo Sát chúng ta sẽ cho ngươi một chút tình mọn ngày sau. Nếu ngươi không nhận, ngươi chết trong tay tà ma thêm ngươi nữa cũng chẳng có việc gì khó. Cực Tinh Tiên Ông cũng nổi giận, đã như vậy, vậy thì đánh thôi. Ta cũng nói thẳng, rời khỏi nơi này, ta sẽ đến Tiên Luật Ti, nói thẳng đệ tử của ta là bị ma ha tử giết chết, cũng không che giấu chuyện ma ha tử sử dụng cấm thuật. Bạn của đệ tử ta tuyệt không có khả năng là tà ma. Long Tượng Thượng Sư lạnh lùng nói, hừ, ta nói hắn là tà ma, hắn chính là tà ma. Người khác chết rồi, ai có thể chứng minh hắn không phải tà ma chứ? Ta có thể chứng minh. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, Hạ Thiên tuyệt đối không phải là tà ma. Tiếp theo, một giọng nói lười biếng vang lên, tên mập chết bầm, người nói gì với đám ngu ngốc đó thế? Đầu óc bọn họ đều có bệnh, nói cũng vô ích thôi. Nghe được hai giọng nói này, đám trưởng lão không khỏi ngây người, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Ngươi, các ngươi đều không chết. Ma ha tử lại càng mở to mắt nhìn, cơ thể cứng đờ, không, tuyệt không thể nào. Có cái gì mà không thể chứ? Hạ Thiên mỉm cười trả lời, với chút thực lực này của ngươi, đánh chết con ruồi cũng tốn sức, lại còn muốn giết chúng ta. Ma ha tử giận đến phun máu. Rất nhanh ngã xuống đất không còn hơi thở. Câu nói này của Hạ Thiên vẫn còn hơi bất công. Mặc dù ma ha tử không giết chết được một con ruồi nhưng ít nhất vẫn giết chết được một số người. Ngoại trừ Hạ Thiên, Phù Diêu Tiên Tử và Chu Cửu Thần, những tu tiên giả trẻ tuổi đến xem thiên kiếp, bao gồm luôn đồng bạn của ma ha tử đều đã hóa thành cho bụi. Già Lâu La Suy Tức quả thật có chút bản lãnh nhưng không nhiều. Ma ha tử không phát huy được uy lực lớn nhất của môn thuật pháp này,
hoặc có thể nói hắn hoàn toàn không có năng lực đó, thậm chí còn gom luôn cái mạng nhỏ của mình vào, thật sự quá ngu xuẩn. Ma ha, ngươi không thể chết. A, à, Long Tượng Thượng Sư mắt thấy học trò cưng của mình chết đi, bi thống ôm thi thể của hắn mà kêu to, ta muốn các ngươi chết, chôn cùng với đồ đệ của ta. Thôi quên đi, Hạ Thiên lười biếng nói, nếu ngươi thật sự bi thương như vậy, ngươi hoàn toàn có thể chôn cùng. Sắc mặt Long Tượng Thượng Sư âm trầm, gân xanh nổi lên trên trán, mắt lộ hung quang, sát khí lẫm lẫm chừng mắt nhìn Hạ Thiên, chính ngươi đã giết đồ nhi ngoan của ta. Còn có đồ đệ của ta nữa, đây chính là hạt giống của Huyền Ngã Kiếm Tông ta. Con ta có thiên tư của Chí Tôn, nghĩ không ra lại chết ở nơi này. Còn cháu của ta nữa, nó chỉ đến xem thiên kiếp, chưa từng nghĩ. Có Long Tượng Thượng Sư dẫn đầu, đám trưởng lão khác cũng theo đó mà chỉ trích ba người Hạ Thiên. Các ngươi già nên hồ đồ hay là giả ngu ở đây? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, mắt không dùng được thì thôi đi, ngay cả đầu óc cũng không dùng được sao? Đúng rồi, Chu Cửu Thần cũng nói theo, giết người chính là ma ha tử, mắc mớ gì đến chúng ta? Các ngươi không có can đảm chỉ vào hung thủ thật sự, lại cứng rắn đổ hết lên đầu chúng ta, đây được gọi là hội trưởng lão liên minh sao? Gương mặt đám trưởng lão lộ ra sự hổ thẹn, biết mình nhất thời không thể bức bách quá đáng. Tuy nhiên, Long Tượng Thượng Sư lại không cho rằng ma ha tử có lỗi. Ông ta quát lớn, Chu Cửu Thần, người cấu kết tà ma, tự tiện giết đồng đạo, lại còn dám thay hắn bao biện. Người khẳng định đã phản bội liên minh, người không đáng tin, hơn nữa người cũng nên đi chết đi. Người rõ ràng đang điên đảo trắng đen, chuyện này không phải người nói. Chu Cửu Thần tức đến mức muốn thổ huyết. Hắn há miệng định nói cái gì đó nhưng bị Cực Tinh Tiên Ông cản lại. Cực Tinh Tiên Ông đứng thẳng người, ngăn trước người Chu Cửu Thần, còn có Hạ Thiên và Phù Diêu Tiên Tử, nói với Long Tượng Thượng Sư, Đại Hòa Thượng, nếu ngươi cảm thấy mình có thể một tay che trời ở liên minh tu tiên, vậy thì ngươi sai rồi. Long Tượng Thượng Sư nghiến răng nghiến lợi mắng, Cực Tinh Tử, chẳng lẽ ngươi muốn che chở cho hai tên tà ma kia sao? Hai người này không phải tà ma. Đồ đệ của ta càng không phải phản đồ. Cực Tinh Tiên Ông khá tỉnh táo, sự việc vừa rồi là chuyện gì xảy ra, mọi người đều rõ như ban ngày, thậm chí chúng ta còn hạ tiền đặt cược, tại sao chỉ trong chớp mắt tất cả mọi người đã quên rồi. Long Tượng Thượng Sư cũng lười nói thêm câu nào, tóm lại, đồ đệ của ta không thể chết vô ích, ta có thể tha cho Chu Cửu Thần một mạng nhưng đôi nam nữ không rõ lai lịch này phải chết. Nói đến, phương thức xử lý như vậy so với tác phong làm việc và làm người quen thuộc của Long Tượng Thượng Sư đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Cực Tinh Tiên Ông thản nhiên nói, thật ngại quá, ta không tiếp nhận đề nghị của ngươi. Ta ở đây chờ người của Tiên Luật Ti đến lúc đó ta sẽ thuật lại chuyện vừa rồi. Long Tượng Thượng Sư trừng mắt nhìn Cực Tinh Tiên Ông, Cực Tinh Tử, ngươi không phải tự cho là đúng với Giả Long Bảo Sát ta chứ? Nếu vị tiểu hữu này là bạn của đồ đệ ta, ta không có khả năng để hắn bị ngươi muốn làm gì thì làm được. Cực Tinh Tiên Ông trả lời cũng rất kiên quyết, đồng thời cũng lộ ra mình không thỏa hiệp. Các trưởng lão khác nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng Chu Cửu Thần cảm thấy ấm áp, sư phụ hắn quả nhiên là sư phụ. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn vẫn một lòng với Cực Tinh Tông đã bị suy sụp. Chu lão đầu, lời này của ngươi nói rất tốt, ta cũng rất thưởng thức ngươi. Hạ Thiên mỉm cười nói với Cực Tinh Tiên Ông, tuy nhiên, không ai có thể khi dễ ta và vợ Phù Diêu của ta được. Con lừa chọc đó không có bản lãnh kia đâu. Chu lão đầu, Cực Tinh Tiên Ông sửng sốt, người đang gọi ta sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi, không gọi ngươi thì gọi ai? Ta không phải họ Chu. Cực Tinh Tiên Ông không nhịn được cười lên, vội vàng nói, bản danh của ta là Tề La Bố, trưởng môn đời thứ 19 của Cực Tinh Tông. Hạ Thiên nhìn Chu Cửu Thần, hỏi, chẳng lẽ ngươi theo họ của mẹ ngươi? Ông ấy là sư phụ của ta. Chu Cửu Thần không khỏi chừng Hạ Thiên một chút, ngươi không nên ăn nói lung tung. Hạ Thiên nhếch miệng, được rồi, tùy các ngươi. Dù sao chuyện cũng không liên quan đến ta. Tiếp theo, hắn chỉ Long Tượng Thượng Sư, lười biếng nói, tuy nhiên, hai người cũng tốt hơn lão lửa chọc kia, xem con trai như đồ đệ thì thôi đi, còn cưỡng ép cải mệnh của đồ đệ. Thậm chí còn hủy đi thể chất biến thành người khác, đã sớm đạt đến cực hạn. Cho dù hôm nay đồ đệ ngớ ngẩn của ông ta không chết, ngày mai cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
Ngươi nói hưu nói vượn gì thế? Lửa giận Long Tượng Thượng Sư ép không được nữa, nhấc trưởng chụp về phía Hạ Thiên, dám phỉ báng danh dự sư đồ của ta muốn ngươi chết. Nhìn một trưởng cực kỳ tùy ý, thật ra lại hàm ẩn mấy trăm loại thay đổi. Quan trọng là, những thay đổi này không hề có chút dấu vết nào, dường như không hề có một chút xíu gì có thể hòa nhập ở đây. Điều này dẫn đến đối thủ không cách nào ứng đối, chỉ có thể bị động chịu một trường. Như vậy, đối phương hoàn toàn bị lừa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 201.